Sáng chủ nhật tôi dậy sớm để đi chợ mua đồ ăn và dọn dẹp nhà trọ thật sạch sẽ. Tôi chuẩn bị hết mọi thứ để đón con gái tôi về chơi. Thế nhưng khi tôi gọi cho Đức, chồng cũ của tôi. Anh Đức à, anh đưa bé Na sang nhà trọ đi. Ồ, hôm nay là cuối tháng rồi hả? Vâng, nếu anh bận thì tôi qua đón con bé nhé. Tôi cho nó đi ăn cỗ từ hôm qua rồi, để tháng sau đi. Anh cố tình không cho tôi gặp con đúng không? Tháng trước anh cũng lấy lý do bận không cho tôi gặp con. Tháng này cũng vậy là sao hả? Đức cười khẩy. Cô nói nặng lời rồi đấy. Tôi đã bảo với cô từ trước rồi cơ mà. Cô có được gặp con hay không thì còn phụ thuộc vào thái độ của cô đấy. Cô muốn gặp con, rất đơn giản. Cứ đi nhà nghỉ với tôi, thì lúc nào cô muốn gặp con cũng được hết. Cô không nghe thì tôi cũng chịu thôi. Anh bị điên thật rồi. Chúng ta đã ly hôn rồi cơ mà. Và anh cũng có vợ mới rồi. Mà sao anh cứ phải làm khó tôi thế hả? Đơn giản là vì tôi vẫn chưa quên được cô, nên tôi muốn ngủ với cô. Đằng nào thì cô cũng có mất gì đâu. Cô ngoan thì hàng tháng vừa được gặp con, lại còn được tôi cho tiền tiêu. Cô hời quá mà cô còn không thích thì cô thích cái quái gì nữa hả? Đầu óc anh có vấn đề sao? Bây giờ vợ anh đã ghét con bé rồi, giờ mà để cô ta biết anh qua lại với tôi thì cô ta sẽ nghĩ sao hả? Rồi mỗi khi anh đi công tác, cô ta ở nhà, cô ta lại đánh con gái tôi. Anh tỉnh táo lại đi. Cô ta mà dám động vào con bé, tôi sẽ xử cô ta. Được cái cô ta còn biết sợ tôi chứ không như cô. Ngang ngược láo tét đánh cả chồng đâu. Vì ai hả? Tất cả là vì anh quá khốn nạn đó Đức à. Tôi tắt máy và bật khóc. Tháng này anh ta lại cố tình đưa con bé đi ăn cỗ ở quê nội nhà anh ta để tôi không được gặp mặt con gái. Tôi thật sự rất hận anh ta, nhưng vì tôi không được quyền nuôi con nên tôi phải nhịn anh ta. Vì tôi muốn con gái tôi sống với anh ta được bình yên hạnh phúc. Nhớ lại cuộc hôn nhân của tôi 5 năm trước đây, tôi lại thấy xót xa. Ngày đó tôi mới 18 tuổi, chân ướt chân ráo ở quê lên thành phố làm. Nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ tôi làm ruộng vất vả, chị gái tôi lại mắc bệnh suy nhược nên nằm đâu nằm đấy từ rất lâu rồi. Nên có đồng nào bố tôi lại chữa bệnh cho chị hết. Vậy nên để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, tôi đã nghỉ học sớm rồi theo chị họ lên thành phố làm thuê. Sau đó tôi đã quen Đức, một thanh niên đẹp trai con nhà giàu ở thành phố nơi tôi làm việc. Lúc mới quen Đức tử tế với tôi lắm, anh về quê tôi chơi. Thấy chị tôi bị bệnh thì anh giúp đỡ gia đình tôi tiền để chữa bệnh cho chị. Lúc đó tôi thấy ngại lắm, nhưng vì cần tiền gấp nên bố mẹ tôi đã nhận tiền của Đức. Và cộng thêm gia đình tôi tác động tôi nhiều, nên sau 1 năm quen nhau, tôi đã nhận lời lấy Đức và lên xe hoa theo chồng khi mới 19 tuổi. Cứ tưởng một cô gái quê nghèo như tôi sẽ được hạnh phúc khi lấy được một người chồng giàu có và tốt bụng như thế. Nhưng chỉ nửa năm sau, anh ta bắt đầu ăn chơi đồ đốn. Lúc đó tôi đang mang thai, bụng to vượt mặt rồi, nhưng anh ta chỉ đi chơi bời thông đêm thốt sáng. Anh ta bỏ mặc tôi ở nhà một mình, tôi gọi điện anh ta cũng không nghe máy. Rồi chúng tôi bắt đầu cãi vã, Đức biến thành một người đàn ông vũ phu. Anh nói tôi phải nghe dù đúng hay sai, tôi chỉ nghe và không được cãi nửa lời. Anh ta sẵn sàng đánh vợ ngay kể cả khi tôi mang thai. Tôi đành tới nhà bố mẹ chồng cầu cứu ông bà giúp đỡ, thì ông bà liền chửi tôi thậm tệ. Ông bà nói tôi thân phận nghèo hèn, lấy được Đức là phúc phần của tôi rồi, nên Đức nói gì tôi cũng phải nghe lời và không được phép cãi lời anh ta. Rồi tới lúc tôi sinh con thì Đức lại càng đổ đốn hơn nữa. Anh ta bỏ mặc hai mẹ con và đi chơi cùng các bạn ở trong nha trang cả tuần liền. Anh ta cập kè gái gú, tôi đã tận mắt nhìn thấy nhưng không có đủ bằng chứng để chứng minh. Tôi nói thì Đức đánh tôi, anh sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi nhà khi con gái tôi vẫn còn bế ngửa. Quá nhiều lần ấm ức chịu đựng, tôi đã không thể chịu đựng thêm nữa và quyết định ly hôn. Tôi làm đơn ly hôn nhưng Đức không ký. Anh cố tình gây khó dễ cho tôi để tôi không được nuôi con. Hôm đó vì quá ức chế, tôi đã cầm cái gậy và đánh lại anh ta. Tôi bị anh ta đánh hàng trăm lần nhưng không ai biết. Thế nhưng tôi đánh anh ta chỉ có một lần mà tai tiếng tôi đánh chồng từ thành phố lan về tận quê tôi. Sau đó, gia đình Đức đã đút tiền để lo trước, thế là tôi không được quyền nuôi con. Lúc đó tôi không đồng ý và tôi muốn giành quyền nuôi con, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Mẹ tôi nói rằng nhà tôi quá khổ rồi, bây giờ lại mang thêm về một đứa bé nữa thì bố mẹ tôi biết phải làm sao. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi quỳ gối xin bố mẹ tôi để tôi mang con gái về. Thì mẹ tôi nói nếu tôi không nghe, bà sẽ ôm chị gái tôi nhảy cầu tự tử. Tôi đã không còn cách nào khác và đành phải để Đức nuôi con gái, còn tôi thì quay lại thành phố làm việc kiếm tiền. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể đón con gái về nuôi. Nhưng cái cảnh làm thuê lương 3 cọc 3 đồng không được bao nhiêu cả, rồi còn gửi về quê để mua thuốc cho chị gái bị bệnh nữa, rồi tiền sữa cho con hàng tháng,
nên đã 4 năm trôi qua, tôi không thể để dư ra đồng nào. Tôi lấy tiền lương ra ngồi đếm, gửi về quê 3 triệu, gửi cho con gái 2 triệu, còn 3 triệu tiền trọ và tiền ăn. Tháng này lại vừa đủ chứ không dư ra đồng nào rồi. Ngày mai đã là sinh nhật con gái. Hết giờ làm, tôi đi mua cho con gái một bộ đồ chơi để tặng con. Tôi tới cửa hàng bán đồ chơi, hôm nay là chủ nhật nên quán rất đông. Tiền tôi để ở túi quần sau nên đã bị móc trộm hết. Cô ơi, bộ đồ chơi này bao nhiêu tiền ạ? 1.500.000 em ạ. Vâng, vậy để cháu bộ này. Tôi thò tay vào túi thì không thấy tiền đâu cả. Thôi chết rồi, tiền của mình đâu hết rồi? Không lẽ mình làm rơi hết rồi sao? Tôi ra khỏi cửa hàng đồ chơi và ngồi khóc ở vỉa hè. Thế là tôi làm mất tiền rồi. Bây giờ tiền trọ, tiền ăn, lấy đâu ra đây? Trời ơi, sao tôi lại hậu đậu như vậy chứ? Tôi vừa đạp xe về, tôi vừa khóc. Trời mưa phùn khiến tâm trạng của tôi càng buồn hơn. Tôi đang mải suy nghĩ nên không nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen đang đi tới. Tiếng còi píp píp làm tôi giật mình và ngẩng mặt lên thấy cái xe ô tô lù lù trước mặt. Tôi hoảng quá lạng xe đạp sang bên đường nên đã đâm phải cái thùng rác và ngã lăn ra. Một bọc rác to rơi thẳng vào mặt tôi, rơi vãi tứ tung. Chị quét rác quay lại và chửi lên. Trời ơi, cái con trời đánh kia, bao nhiêu công tao quét dọn, bây giờ mày làm đổ hết của tao thế hả con trời đánh? Tôi lấp ngóp bỏ dậy và cuống cuồng xin lỗi. Em xin lỗi, em không cố ý làm đổ rác của chị đâu, em xin lỗi. Chị ta hét lên, bốc rác vào thùng cho tao ngay, không tao đập chết bây giờ. Người đàn ông ngồi trong xe ô tô nhìn ra và thở dài. Nhìn cô ta rất nghèo, cho cô ta ít tiền đi. Anh lái xe gật đầu. Vâng thưa ông chủ. Anh lái xe hạ cửa kính xuống và gọi. Này cô gái đi xe đạp ơi, cô lại đây. Tôi đang bê rác rồi ngẩng lên khi nghe thấy tiếng gọi. Anh gọi tôi ạ? Anh ta vẫy vẫy, ra đây nào. Tôi còn đang ngập ngừng không biết phải làm sao thì chị quét rác lại chửi. Con mau không đi ra đi, người ta giàu thế chắc người ta gọi ra cho tiền đấy, đi mau lên. Lúc này tôi mới đi ra. Anh gọi tôi à? Cửa kính kế sau hạ xuống, một người đàn ông mặc vest lịch sự, tóc vuốt keo bóng loáng nhìn tôi và mỉm cười. Chào cô. Dạ tôi chào anh. Anh ta móc ví ra và đưa cho tôi ít tiền. Tôi gửi cô này. Sao anh lại cho tôi tiền ạ? Tôi và anh có quen nhau đâu ạ? Không quen thì bây giờ quen. Cô cầm lấy mà mua cái xe máy mà đi. Trời ơi, sao anh hào phóng vậy? Nhưng mà tôi không dám nhận đâu ạ. Tôi cảm ơn anh. Sao, cô chê tiền hả? Dạ, không phải tôi chê tiền, mà là tôi thấy ngại với anh thôi. Tôi cảm ơn anh, chào anh. Tôi quay mặt đi thì chị quét rác lại chửi. Trời ơi là trời, họ tốt họ cho tiền mà cô không nhận là sao? Nhận tiền về mua cái xe máy mà đi. Sống giữa thủ đô mà vẫn đi xe đạp, cô không thấy ngại hả? Dạ thôi chị, em đi xe đạp quen rồi ạ. Nói rồi tôi quay đi luôn trước sự ngạc nhiên của chị quét rác và hai người đàn ông trên xe ô tô. Anh lái xe đóng cửa kính và lái xe đi, người đàn ông ngồi sau thì phì cười. Cô ta là người đầu tiên tôi cho tiền mà không thèm lấy, đúng là lạ lùng thật. Vâng, rõ ràng là đi xe đạp và nhìn rất nghèo nàn. Không bù cho lũ con gái ở bên cạnh tôi, suốt ngày chỉ nghĩ cách xin tiền. Tôi đạp xe về nhà trọ mà bụng đói meo, tôi mới sang phòng bên cạnh mặt dày hỏi mượn tiền của chị hàng xóm. Chị Lan ơi, chị cho em mượn 1.200.000 để em đóng tiền trọ được không chị? Được, vào đây chờ chị lấy tiền cho. Thấy tôi buồn buồn, chị Lan nói. Sao thế, hết tiền ăn rồi đúng không hả? Tôi ngập ngừng trả lời. Vâng ạ. Đây, 1.200.000 tiền trọ còn 300 này, em cầm mà mua đồ ăn. Tại chị cũng hơi bí, nếu có thì chị sẽ đưa thêm cho. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Lấy lương tháng tới em sẽ gửi chị nhé. Ừ. Tôi cầm tiền và đi đóng tiền nhà trọ và mua một thùng mì tôm về phòng nấu ăn. Mặc dù đang đói nhưng tôi không nuốt nổi mì, nước mắt tôi cứ chảy ra. Ngày mai là sinh nhật con gái tôi mà tôi lại không có tiền mua quà sinh nhật cho nó. Sao tôi lại vô dụng như thế này chứ? Đấy, giữa thành phố xa hoa vẫn có người phụ nữ nghèo xác nghèo sơ là tôi đó. Tôi tên là Thu, năm nay tôi 24 tuổi. Tôi lấy chồng từ năm 19 tuổi và đã ly hôn vì tội đánh chồng. Con gái tôi 5 tuổi và đang ở cùng bố nó. Tại nhà của Đức. Con kia, mày có ăn nhanh lên không hả? Nuốt nhanh không tao tống cả bát cơm vào mồm mày bây giờ. Tiếng Linh vợ của Đức quát bé Na. Nuốt nhanh lên. Bé Na sợ hãi và ăn vội vàng. Vừa ăn nước mắt nó vừa trào ra, nhưng nó không dám khóc thành tiếng vì sợ dì Linh đánh. Linh thấy bé Na vừa ăn vừa trào nước mắt. Linh điên quá giơ tay tát búp vào mặt Na. Con danh con, mày có thích khóc không hả? Bóp, bóp. Thêm hai cái tát nữa khiến bé Na phụt cơm ra ngoài.
Nhưng vì đã quá quen với những trận đòn của bà mẹ kế nên nó sợ không dám kêu ca mà chỉ khẽ xin. Mẹ cho con xin ạ. Linh túm lấy tóc bé Na và trợn mắt lên nhìn nó. Tao không phải là mẹ của mày, mẹ mày đi lấy chồng và bỏ rơi mày rồi, mẹ mày sẽ không bao giờ tới gặp mày nữa đâu. Bé Na òa khóc. Không, mẹ nói dối, mẹ Thu không đi lấy chồng, mẹ Thu không bỏ con đâu, hu hu. Mẹ mày bỏ mày đi rồi, bây giờ bố mày lại không có nhà nên tao nói mày phải nghe. Nếu không thì đừng có trách tao ác, hiểu chưa hả con danh con nghiệt chủng, đồ rác rưởi, sao mẹ mày không mang mày đi luôn chứ? Mày nhìn tao, nhìn mày mà tao chỉ muốn đánh chết mày, đánh chết mày thôi biết tại sao không? Tao ngứa mắt vô cùng. Linh túm tóc bé Na giật mạnh và tiếp tục rít lên, con danh con. Đức lái xe về tới cổng, nghe tiếng chồng về, Linh vội vàng nói với Na. Bố mày về rồi, mày mà dám nói tao đánh mày cho bố mày nghe, thì tao sẽ không bao giờ cho mày gặp mẹ Thu mày nữa, mày rõ chưa? Bé Na vì sợ không được gặp mẹ nên nó gật đầu lia lịa. Vâng vâng. Đức đẩy cửa đi vào. Na ơi, bố về rồi. Linh đang cầm lược chải tóc cho Na. Anh đã về đấy à? Em đang cho con gái ăn. Anh ăn trưa ngồi ăn cùng hai mẹ con em nhé. Đức cười. Anh ăn rồi, anh mua quà cho hai mẹ con đây. Dạ cảm ơn anh. Kìa con gái, mau cảm ơn bố đi con. Vâng, con cảm ơn bố. Đức xoa đầu con gái. Con gái ngoan lắm. Mai sinh nhật con gái, bố đưa hai mẹ con đi ăn và mua sắm nhé. Bé Na liền nói. Con muốn về chơi với mẹ Thu, lâu rồi con chưa gặp mẹ mà. Linh không vui khi Na nhắc tới mẹ nó, nhưng trước mặt Đức cô ta vẫn đon đả nói. Mai anh cho con bé về gặp mẹ Thu nó đi anh, con gái nó đang nhớ mẹ nó lắm rồi ạ. Đức thở dài. Thôi được rồi, để mai bố gọi mẹ Thu tới đón con nhé. Bé Na ôm cổ bố nó và sung sướng. Con cảm ơn bố nhiều ạ. Linh đi về phòng và lẩm bẩm. Thu, Thu, cứ nhắc tới vợ cũ là anh ta lại thở dài buồn bã. Anh ta còn yêu vợ cũ vậy sao? Chết tiệt thật. Tối hôm đó Linh ở dưới cầu thang đi lên, cô nghe tiếng Đức nói chuyện điện thoại với Thu ở trong phòng. Anh bảo rồi, em muốn gặp con thì cứ đi nhà nghỉ với anh. Ngoan thì cứ tới chủ nhật anh đưa con về gặp em, không thì 3 tháng em mới được gặp con một lần. Em cứ suy nghĩ đi rồi mai anh đưa con tới, rồi em trả lời anh cũng được mà. Linh nghe mà uất ức vô cùng. Khốn kiếp. Anh ta đã lấy mình rồi nhưng suốt ngày anh ta mơ tưởng tới vợ cũ. Thu, cô giỏi lắm, ly hôn rồi nhưng cô vẫn cố tình dụ dỗ anh Đức. Cô cứ chờ xem, tôi sẽ khiến cho con gái của cô chết dần chết mòn ở đây. Tôi sẽ khiến nó bị bệnh trầm cảm và tự nó tìm tới cái chết. Đó là cái giá cô phải trả cho việc dụ dỗ Đức. Linh đẩy cửa đi vào và cô nhẹ nhàng nói như không có chuyện gì xảy ra. Chồng ơi, hay là mình sinh một đứa cho cái Na của em chơi cùng chồng nhé. Đức lắc đầu. Không cần đâu. Em cứ chăm sóc yêu thương cái Na như con ruột đi. Sau này nó sẽ chăm sóc em như mẹ ruột của nó thôi. Linh giậm tím mặt. Anh à, anh không muốn có thêm con sao? Chúng ta còn quá trẻ cơ mà, lại có một mình bé Na. Em nghĩ là nên sinh thêm hai đứa cho vui cửa vui nhà anh ạ. Đức cười khẩy. Em thật sự muốn có con hả? Rảnh thân như thế này em không thích sao? Có con vào là bận rộn lắm đấy. Linh ôm cổ Đức và hôn. Em là phụ nữ mà, em cũng muốn được làm mẹ. Em muốn có con anh à. Vừa nói Linh vừa tự cởi đồ rồi cởi áo Đức. Đức chỉ cười và không nói gì. Anh ta bế Linh lên giường và hùng hục quan hệ, nhưng anh luôn cho ra ngoài. Linh ấm ức nói. Lần nào quan hệ anh cũng cho ra ngoài. Anh thật sự không muốn có con với em sao? Đức nịnh Linh. Anh không muốn em phải vất vả mà. Có con rồi thì ngực em sẽ chảy xệ, bụng mỡ sẽ phình lên, tóc tai sẽ bù xù, người ngợm thì hôi hám. Đấy, có con mọn như thế đấy em ạ. Linh nằm quay mặt vào tường khóc và cô thầm nghĩ. Hóa ra bao lâu nay anh ta chỉ coi mình như một con búp bê tình dục, không hơn không kém. Suốt ngày anh ta chỉ tơ tưởng tới vợ cũ của anh ta mà thôi. Linh quay mặt vào tường khóc nhưng Đức cũng không quan tâm. Anh ta đi tắm rồi leo lên giường ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra cả. Sáng hôm sau Đức dậy sớm gọi bé Na dậy ăn sáng rồi chở con gái đi gặp mẹ. Tôi đang đứng chờ ở cổng thì vừa thấy con gái tôi chạy ra. Tôi âm trầm lấy con. Mẹ ơi mẹ! Con gái yêu của mẹ, tôi vừa ôm con vừa khóc, Đức lại gần và vuốt má tôi. Dạo này em vẫn khỏe chứ Thu? Tôi nhìn ánh mắt của anh ta đầy vẻ xảo quyệt, nhưng vì trước mặt con gái tôi không muốn cãi nhau với anh ta, nên tôi khẽ gật đầu. Tôi khỏe. Tôi bế con vào nhà và đưa cho con một chiếc váy mà hôm qua tôi đã mua ở chợ với số tiền 120 ngàn. Số tiền 300 của chị hàng xóm cho mượn thì tôi đã mua mì tôm và váy, tôi cũng đã hết sạch tiền. Con gái ngoan. Mặc váy này đi nhé.
Còn đồ chơi thì con cho mẹ nợ tới lần lấy lương lần sau nhé, mẹ sẽ mua cho con. Bé Na gật đầu, vâng ạ. Đức nhìn chiếc váy và anh ta mỉa mai. Đồ rẻ tiền nhìn y như là rẻ lau vậy nhỉ? Bé Na liền nói, váy đẹp của con, bố không được nói thế. Đây là chiếc váy đẹp nhất của con đấy. Đức thở dài, thôi được rồi, bố không nói nữa. Váy của con đẹp nhất, được chưa? Sau đó tôi và Đức đưa con tới khu vui chơi. Nhìn con chơi đồ vui vẻ mà tôi không cầm được nước mắt. Đức vỗ vào mông tôi. Dạo này nhìn mông căng nhỉ? Tôi lử mắt. Anh lịch sự một chút đi. Có con gái ở đây tôi không muốn cãi nhau với anh đâu. Đức cười rồi nhìn chằm chằm vào bộ ngực của tôi. Ngực nở mông cong. Em càng ngày nhìn càng đẹp đấy. Thế đã có anh nào dòm ngó chưa? Anh im mồm đi. Tôi không giống như anh đâu. Thế hả? Mấy năm rồi mà không có hơi đàn ông mà em cũng chịu được sao? Có vã lắm không? Cứ nói với anh. Rồi anh sẽ đưa em đi nhà nghỉ. Anh sẽ giúp em giải tỏa. Tôi quay lại và tát bốp vào mặt Đức một cái. Đồ khốn. Tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Làm ơn tránh xa tôi ra. Mặt anh ta vẫn tỉnh bơ. Nếu mà anh tránh xa em thì làm sao em có thể gặp con được nữa? Em không muốn gặp con mình sao? Tôi nghiến răng. Anh đừng có dồn tôi vào đường cùng. Không, tôi không chịu đựng nổi. Tôi giết anh đấy. Em giết anh đi. Ha ha. Bố chết mẹ đi tù thì con gái ai nuôi hả em? Tôi không hiểu anh là cái loại người gì nữa. Anh có vợ rồi cơ mà. Vợ anh đẹp như vậy sao anh cứ phải đi gạ gẫm tôi thế này? Đức thở dài. Cô ta đẹp, nhưng mà ngủ với cô ta không thích bằng ngủ với em. Đã 5 năm trôi qua, nhưng mà anh vẫn không thể quên được cảm giác ấy. Em có bao giờ nghĩ là chúng ta sẽ quay lại với nhau không? Không, dù có chết tôi cũng không muốn quay lại với anh nữa. Tôi không muốn, anh có hiểu không hả? Em không muốn con gái chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc bên bố mẹ nó sao? Thế còn Linh vợ anh thì sao? Nếu mà em đồng ý quay lại thì anh sẽ bỏ cô ta. Thế thôi chứ có gì căng đâu, vì anh còn yêu em. Nên anh mới không để Linh có thai đấy. Mấy năm qua Linh chỉ là con đàn bà để anh giải tỏa nhu cầu tình dục thôi. Chứ người anh yêu là chỉ có mỗi mình em thôi, Thu à. Anh điên thật rồi Đức à. Tôi không còn gì để nói với anh nữa rồi. Và tôi sẽ không bao giờ quay lại với một người khốn nạn như anh đâu. Tôi chạy ra chơi cùng con để không phải nghe Đức nói những lời khó nghe đó nữa. Đức hút thuốc và anh ta thở dài. Nếu như ngày đó em không đánh lại anh thì chúng ta đã không ly hôn rồi. Thu... Anh thật sự muốn em quay lại với anh mà. Tôi được chơi cùng con gái trọn vẹn một ngày, rồi Đức lại đưa con về. Mẹ, mẹ kiếm nhiều tiền vào nhé, để sau này đón con về với mẹ. Con không muốn ở nhà bố đâu. Sao thế hả con? Bé Na ngập ngừng, nó nhớ lại lời đe dọa của mẹ Linh, nên nó sợ không dám nói nữa. Thôi ạ, con về với bố đây. Mẹ ngoan nhé, con yêu mẹ. Nhìn con lên xe ô tô đi với bố mà tôi òa lên khóc. Tôi không biết phải làm sao đây. Khi cái nghèo cái khổ nó cứ mãi bủa vây lấy tôi, tới bao giờ tôi mới có thể có tiền để đón con gái tôi về chứ? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thu à, con xem ứng lương gửi về cho mẹ nhé, để mẹ đưa chị con đi viện. Mấy hôm nay nó mệt nhiều hơn con à? Vâng, để mai con đi làm con xin ứng lương rồi con gửi về ạ. Có những lúc tôi mệt mỏi, tôi chỉ muốn chết đi cho đỡ khổ thôi. Nhưng tôi nghĩ liệu chết đi rồi thì tôi có đỡ khổ hơn hay không? Hay là lại thêm gánh nặng lên vai bố mẹ tôi? Ông bà đã quá khổ rồi. Tôi nghĩ vậy rồi tôi lại không muốn chết nữa. Tôi đang bán hàng thì cái Ngọc bạn học ngày xưa tới mua đồ. Hai đứa nhận ra nhau. Thu đấy à, có phải Thu không? Ngọc, cậu đúng là Ngọc rồi. Mấy năm rồi không gặp, sao giờ trông cậu già đi nhiều thế? Tôi gãi đầu. Ừ, còn cậu thì càng ngày càng trẻ ra thế nhỉ? Hai đứa ngồi nói chuyện một lúc lâu. Thế tớ tưởng cậu lấy chồng giàu lắm mà. Sao lại vất vả thế này? À, tớ ly hôn rồi. Thật sao? Thôi cố gắng nhé cậu. Ừ, thế còn cậu lấy chồng chưa? Tớ chưa, cứ chờ cho sướng đã cậu à. Đúng thế, đừng lấy chồng vội cho khổ cậu ơi. Ừ, thế chị gái cậu vẫn bệnh nằm một chỗ à? Đúng rồi. Tội nghiệp thật, tớ không về thăm chị ấy được. Tớ gửi mấy đồng hôm nào cậu về, cậu chuyển cho chị giúp tớ nhé. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Còn đây là số điện thoại của tớ. Khi nào cần cứ gọi cho tớ nhé. Nếu tớ giúp được cậu thì nhất định tớ sẽ giúp. Bây giờ tớ phải về đây. Ừ, cậu về đi. Ngọc vội đi ra chiếc ô tô đang chờ sẵn ở cổng. Lâu quá mới gặp lại cậu ấy. Càng ngày càng xinh đẹp và càng giàu có. Tôi nghĩ tới bản thân mình rồi lại thở dài. Ngọc lên xe và ôm cổ bạn trai. Anh à, em nhớ anh quá. Em nhớ tiền của anh thì có. Em về khi nào vậy? Em về được 2 hôm rồi. Ở bên đó nhớ anh quá nên em về em thăm anh. Thế Kelly có nhà không ạ? Có,
Nó đang chờ em ở nhà đấy. Ly và Ngọc ôm nhau vui vẻ. Con bạn của tôi đã về rồi. Tao nhớ mày quá Ly à. Vì nhớ mày quá nên tao mới mò về đây với mày đấy. Ly bĩu môi. Thôi đi, mày nhớ anh trai tao thì có. Nó nhớ tao mà về không gọi cho tao, lại cứ gọi cho anh trai tao, tao còn lạ gì mày nữa. Ngọc cười tít cả mắt. Thế mà anh Hải cứ né tránh tao Ly à. Tao không biết phải làm thế nào để anh ấy chấp nhận tao nữa. Tính của anh trai tao là vậy mà. Lạnh lùng nhưng mà bên trong tình cảm lắm. Chỉ cần mày kiên trì thì tao tin mày sẽ thành chị dâu tao sớm thôi. Mày gọi chị dâu tao xem nào. Chị dâu. Ngọc và Ly cứ cười tít mắt với nhau. Hải ở trên lầu đi xuống. Bạn thân lâu ngày mới gặp vui nhỉ. Ly kéo tay anh trai và nói nhỏ. Lần này cái Ngọc về là vì nó nhớ anh quá, không chịu nổi nữa đấy. Tối nay anh đi thị tẩm nó đi. Hải lử mắt với em gái. Vớ vẩn. Thôi hai đứa đi chơi đi, anh đến công ty đây. Hải tự lái xe tới công ty. Điện thoại có tin nhắn, Hải mở ra là Ngọc nhắn tin. Chiều nay anh về sớm đưa em với Ly đi ăn nhé. Em đặt nhà hàng rồi đấy. Hải thở dài rồi lái xe đi. Hết giờ làm, tôi đạp xe từ từ trên đường rồi dừng lại ở những xe rác để nhặt chai nhựa. Tôi cho vào bì tải rồi mang đi bán. Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng nhặt ve chai để kiếm đủ bữa ăn hàng ngày. Hải đang đứng chờ đèn đỏ. Anh nhìn sang bên vỉa hè thì thấy cô gái đang bới rác tìm chai nhựa. Cô ta sao nhìn quen thế nhỉ? Nhìn trong thùng rác, tôi thấy một túi táo người ta vứt đi, quả dập nhưng tôi vẫn thấy ăn được. Tôi định bụng sẽ mang về lấy dao gọt những vết dập ấy đi là xong mà, chỉ cần rửa sạch gọt vỏ là ăn được rồi. Bụng đang đói nên tôi cầm túi táo buộc vào chiếc xe đạp. Túi táo bẩn rồi ăn sao được mà cô lấy? Tôi giật mình ngẩng lên và thấy anh chàng lần trước cho tôi tiền. Nhưng tôi đã không lấy, tôi cười ngại. Vẫn ăn được mà, tôi sẽ mang về rửa sạch gọt vỏ là ăn được rồi. Cô đói hả? Tôi gãi đầu. Vâng. Anh ta kéo tôi lên xe ô tô. Anh, sao thế? Sao lại kéo tôi đi chứ? Bây giờ còn xe đạp của tôi thì sao? Vứt đi. Lát nữa tôi sẽ mua cho cô cái xe điện mà đi cho nhanh. Đạp xe đạp mòn hết cả đít quần rồi kia kìa. Ơ, nhưng mà tôi với anh có quen biết gì nhau đâu. Anh ta lại để tôi vào trong xe và đóng cửa lại. Cô muốn ăn gì tôi chở cô đi ăn. Trời ơi, cái xe đạp của tôi, anh thả tôi xuống mau. Tôi đã nói là tôi mua xe mới cho cô rồi cơ mà. Cái xe đạp cũ rích ý bán sắt vụn được 200.000 không hả? Trời ơi, sao anh kỳ cục thế hả? Tự dưng lại bắt tôi đi ăn là sao? Chúng ta đâu có quen biết gì nhau đâu chứ. Không quen thì từ giờ sẽ quen. Bây giờ cô muốn ăn cái gì nào? Bụng đang đói nên tôi tặc lưỡi. Tôi thèm vịt quay quá. Giờ mà được ăn vịt quay và uống vài cốc bia thì phê phải biết. Tôi nuốt nước bọt ừng ực khiến Hải phì cười. Được rồi, tôi sẽ chở cô đi. Tới quán bia, Hải gọi một con vịt quay và 5 chai bia ra. Cô hãy ăn thật no vào nhé. Cảm ơn anh, mà sao anh lại tốt với tôi như vậy ạ? Tôi cũng không biết nữa. Thôi cô ăn đi, không vịt nguội là mất ngon đấy. Vậy tôi không ngại nữa, anh cũng ăn đi. Sau một hồi ăn uống no căng bụng, tôi mới nhớ là tôi chưa biết tên anh ta. Nãy tôi quên chưa hỏi, anh tên gì thế ạ? Tôi tên là Hải, 28 tuổi, còn cô? Tôi tên là Thu, 24 tuổi. Thế là cô bằng tuổi em gái tôi, cô làm gì vậy? À, tôi bán quần áo và đi nhặt ve chai kiếm thêm, nhà tôi nghèo lắm. Hải gật đầu, nhìn cô như vậy tôi cũng đoán ra mà, sao lần trước tôi cho tiền cô không lấy vậy? À, tại vì tôi không quen tiêu tiền của người khác anh ạ, tôi không muốn mang tiếng là lợi dụng anh đâu. Hải nhìn tôi cười, cô rất thẳng thắn và mạnh mẽ đấy. Tôi thở dài, tôi không mạnh mẽ đâu, tôi yếu đuối lắm đấy. Chẳng qua là tôi cố gắng che giấu nên không ai thấy tôi yếu đuối đó thôi. Hải lại lấy tiền và đưa cho tôi. Lần này thì cô cầm lấy đi, cầm về mà trang trải cuộc sống. Tôi không cầm đâu, anh cất tiền đi. Cứ coi như là tôi cho cô mượn, khi nào có thì cô trả tôi cũng được. Tôi rút ra một tờ 500 ngàn. Tôi xin anh một tờ để lát tôi đi mua cái xe đạp cũ, lấy phương tiện đi lại thôi. Còn thì anh cất đi, cảm ơn anh đã quan tâm và giúp đỡ tôi. Nhưng tôi nói rồi, tôi không muốn mang tiếng là lợi dụng anh đâu. Một lần nữa tôi cảm ơn anh. Tôi đứng dậy cúi chào anh ta rồi đi bộ về. Hải thở dài rồi anh cười. Có tiền thì cũng không thể mua nổi cô gái đó. Ngày hôm sau mẹ tôi gọi điện cho tôi. Bà nói chị gái tôi đang rất nguy kịch và cần tiền để mổ gấp. Tôi cuống cuồng lên và gọi cho Ngọc để mượn tạm tiền của Ngọc. Ngọc đồng ý cho tôi mượn tiền và nhắn địa chỉ cho tôi. Tôi tới địa chỉ Ngọc nhắn để mượn tiền thì tôi thấy Hải đang đứng tưới nước cho những chậu lan ở sân. Ơ, là cô sao? Đây là nhà anh hả? Tôi tới đây tìm Ngọc, có Ngọc ở đây không ạ? Ngọc là bạn của em gái tôi,
Hai đứa đang ở trên lầu, để tôi gọi hộ cô nhé. Vâng, tôi cảm ơn anh. Ngọc ở trên phòng đi xuống. Thu tới rồi hả? Chị gái cậu sao rồi? Mẹ tớ nói chị gái tớ đang trong phòng mổ. Cậu cho tớ mượn 30 triệu được không? Tớ sẽ đi làm và trả dần cho cậu. Thế hả? Nhưng mà tớ không đủ 30 triệu. Cậu cầm tạm 20 triệu nhé. Hải liền nói. Thôi, để anh cho Thu mượn tiền cũng được. Nói rồi Hải đưa cho tôi một xấp tiền. Đây là 50 triệu cô cầm cả đi. Bao giờ có thì trả tôi cũng được. Tôi cúi đầu cảm ơn Hải và Ngọc rồi vội vàng đi về. Hải hỏi Ngọc. Thu là bạn gái của em hả? Vâng, Thu là bạn học của em anh ạ. Nó lấy chồng từ năm 19 tuổi nhưng mà ly hôn rồi. Nhà nó nghèo lắm, chị gái nó bị bệnh mấy năm nay rồi. Mà thằng chồng cũ của nó khốn nạn lắm. Nói chung là số nó quá khổ. Không có ngòi bút nào có thể diễn tả được nỗi khổ của nó đâu anh ạ. Hải gật đầu rồi lên xe ô tô phóng đi. Ngọc vẫy tay theo. Anh Hải, anh đi đâu thế, cho em đi chung với ạ? Hải không nói gì và lái xe đi thẳng. Tôi đang đứng chờ xe buýt thì Hải đi xe ô tô lại gần và anh nói. Thu, cô lên xe đi, tôi chở cô về. Ơ, lại là anh hả? Nào, lên xe đi. Ơ, cái gì nữa? Tôi lên xe để Hải trở về quê. Đi đường tôi mới hỏi Hải. Sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ? Anh không sợ tôi bùng tiền của anh sao? Vậy thì tôi cho cô luôn. Anh dễ dãi nhỉ? Hải cười. Dễ dãi sao? Đúng, tôi và anh không thân không quen không biết mà anh sẵn sàng giúp tôi như vậy sao? Vì ngày nhỏ tôi cũng tìm đồ ăn ở thùng rác giống như cô, nên mà cái hôm tôi thấy cô nhặt túi táo ở trong thùng rác, tôi đã thật sự bị ám ảnh và tôi không thể nào quên được. Tôi gãi đầu ngượng ngùng. Hôm đó tôi thấy ngại với anh lắm, một người giàu có như anh mà cũng có lúc đói kém như thế sao? Hải gật đầu và nhớ lại. Ngày xưa lúc bố mẹ tôi bị tai nạn giao thông và qua đời, anh em tôi cũng nghèo khổ lắm, tuổi lại nhỏ nên không kiếm việc làm được. Em gái tôi lại quá nhỏ, hàng ngày tôi phải dắt em tôi đi nhặt ve chai giống như cô vậy đấy. Sau đó thấy trong thùng rác có hộp bánh người ta vứt đi, tôi đã nhặt rồi hai anh em ngồi ăn ngon lành trên vỉa hè. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy xót xa. Anh giỏi thật đấy, tôi rất ngưỡng mộ anh. Để có ngày hôm nay tôi đã phải vất vả bươn trải đủ nghề đấy. Thế mà mới 28 tuổi, anh đã thành công như vậy rồi. Anh rất giỏi đấy ạ. Cảm ơn cô. Còn tôi thì... Cô hãy vui vẻ lạc quan lên, rồi cô sẽ thành công thôi mà. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi cảm ơn anh nhé. Cô lưu số điện thoại của tôi vào đi. Sau này có việc gì thì cứ gọi cho tôi sẽ giúp cô. Chị gái tôi mổ xong, sức khỏe đã dần ổn định. Tôi lại tiếp tục lên thành phố làm việc. Nhưng vì tôi đã nghỉ lâu quá nên cửa hàng quần áo đã cho tôi nghỉ việc luôn. Vì họ đã tìm được người thay thế cho tôi rồi. Tôi lại buồn bã đi về nhà trọ. Tôi nằm suy nghĩ mãi rồi quyết định gọi cho Hải. Vừa nghe thấy giọng của tôi, Hải đã mừng rỡ nói. Sao bây giờ cô mới gọi cho tôi vậy? Thế dạo này cô thế nào? Có khỏe không? Tôi cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe ạ. Cô có Zalo không? Kết bạn gọi video để tôi nhìn mặt cô cái nào? Tôi dùng máy cục gạch nên không có Zalo. Thế hả? Cô lên chưa? Tôi mới lên tối hôm qua, nhưng bây giờ thì tôi thất nghiệp rồi. Công ty anh có tuyển người lau dọn không? Cho tôi làm với. Được, vậy cô tới công ty tôi làm việc đi. Tôi nhắn địa chỉ cho cô. Tôi reo lên mừng rỡ. Vậy là tôi có việc làm rồi. Tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Hải tắt máy và anh Nam quản lý liền nói. Sếp có người nhà tới xin việc ạ? Không phải người nhà mà là bạn tôi. Ồ, công ty mình bây giờ đủ người rồi mà sếp. Giờ nhận vào thì để cô ấy làm gì vậy? Hải gãi đầu và mặt nghệt ra. Ừ nhỉ, để cô ấy làm gì được bây giờ? Anh quản lý bật cười. Sếp cũng vui tính thật đấy. Nhận người ta vào rồi mà sếp còn nói vậy thì em cũng chịu rồi. Hải suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi thì trước mắt cứ để cô ấy dọn dẹp phòng làm việc của tôi đi. Sau này tính sau. Nhớ nhá, cô ấy là chỉ cần dọn dẹp phòng làm việc của tôi thôi đấy. Vâng, tôi hiểu rồi thưa sếp. Tôi tìm tới công ty của Hải và được anh quản lý dẫn vào phòng làm việc của anh. Từ hôm nay công việc của cô là lau dọn phòng làm việc của sếp Hải. Cô có thắc mắc gì không? Dạ không ạ. Thế lương lậu thế nào ạ? Lương là 10 triệu. Cộng với 2 triệu phụ cấp là 12 triệu. Cô có đồng ý với mức lương đó không? Tôi gật đầu đồng ý và bắt đầu công việc của mình. Lúc đó Hải vừa đi ra ngoài. Tôi nhìn phòng làm việc của anh ấy sạch bóng như thế rồi mà vẫn cần người lau dọn là sao nhỉ? Thôi kệ, chắc anh ta mắc bệnh sạch sẽ. Mình càng nhàn càng tốt chứ sao? Tới buổi chiều Hải về thì anh thấy phòng làm việc của mình sạch tới mức soi gương được luôn. Anh gật đầu hài lòng. Được đấy, cô cứ thế mà làm nhé. Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi, cô đừng ngại. Tôi chỉ có một thắc mắc muốn hỏi anh. Cô hỏi đi.
Phòng sạch như vậy rồi, sao anh vẫn còn thuê tôi tới dọn dẹp vậy? Trả lương thì cao nữa chứ, anh không thấy uổng phí sao? Hải quay lại hỏi tôi, sao thế, công việc nhàn quá cô lại chê hả? Dạ, không phải là tôi chê, mà tôi thấy ngạc nhiên thôi. Mà buổi sáng dọn sạch như thế rồi, chiều thì tôi làm gì ạ? Cô cứ ngồi trong này chơi thôi. Tôi thấy đúng là hơi nhàn quá thì phải. Hải thở dài rồi nói, nhàn quá cũng kêu, thế bây giờ tôi kiếm việc làm cho cô nhé. Cô đi pha cho tôi cốc cà phê đi. Vâng ạ. Công việc của tôi hàng ngày chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc của Hải. Chỉ cần lau dọn một tiếng là xong, tôi lại được ngồi chơi tới chiều. Rồi mọi người biết chuyện và bắt đầu đồn ầm lên việc tôi được sếp Hải ưu ái đặc biệt. Ly và Ngọc nghe tin và bắt đầu tò mò về tôi. Ly và Ngọc đã tới công ty để xem người con gái đặc biệt ấy là ai. Tôi pha một cốc cà phê để lên bàn của Hải. Mời anh uống cà phê ạ? Ừ, anh cảm ơn. Hải vừa uống cà phê, anh vừa nhìn tôi hỏi, sau một tuần làm việc ở đây thì em thấy công việc ở đây như thế nào? Dạ, quá tốt ạ. Em có gì thắc mắc không? Dạ không ạ. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em nhé. Ừ, thế tối nay em rảnh không? Đi ăn với anh nhé. Tôi chưa kịp trả lời thì Ly và Ngọc đã đẩy cửa đi vào. Anh Hải ơi! Cả Ngọc và Ly bất ngờ khi nhìn thấy tôi ở trong phòng làm việc của Hải. Ly nhìn tôi từ đầu xuống chân. Ai đây nhỉ? Sao nhìn lạ vậy anh Hải? À, đây là Thu mới tới đây làm việc. Còn đây là Ly, em gái của anh. Còn Ngọc thì Thu biết rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ngọc nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Cô gái được sếp Hải ưu ái mà mọi người đang bàn tán đây sao? Tôi xua tay. Mọi người nói vui vậy thôi, chứ không có chuyện gì đâu Ngọc à. Ngọc liền giả vờ nói, thì tớ cũng có nói gì đâu. Chị gái cậu đã khỏe chưa? Ra đây cho mình hỏi chút nhé. Nói rồi Ngọc kéo tay tôi đi lên sân thượng. Rồi Ngọc trợn mắt nhìn tôi. Tại sao cậu lại làm việc trong phòng riêng của anh Hải vậy? Cậu thích anh Hải nên muốn mồi chài anh ấy đúng không? Tôi vội vàng giải thích với Ngọc. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu Ngọc à. Tớ chỉ tới đây làm thuê thôi, chứ không có ý gì khác cả. Ngọc túm lấy cổ áo tôi và nói, cậu nghèo quá nên cậu muốn dụ dỗ Hải để moi tiền anh ấy đúng không hả? Đũa mốc mà đòi tròi mâm son, cậu phải biết cậu là ai chứ. Ngọc à, cậu hiểu nhầm rồi. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Ngọc trợn trừng mắt nhìn tôi. Anh Hải là bạn trai của Ngọc, vì thế con nào mà dám mấy mảng tới tớ xử hết không tha, kể cả cậu, cậu hiểu chưa? Tớ hiểu mà. Ngọc lừ mắt nhìn tôi. Tôi đã cảnh cáo cậu một lần rồi đấy. Cậu mà có ý định ve vãn anh Hải của tớ thì cậu xác định đi. Tôi gãi đầu buồn bã nói, tớ biết rồi mà, tớ sẽ không bao giờ dụ dỗ anh Hải đâu. Sao cậu lại nặng lời với tớ như vậy chứ? Ly hỏi dò anh trai. Này anh trai, anh móc đâu ra cái chị vừa quê mùa vừa xấu như vậy hả? Em nhìn mãi không thấy chị ta có điểm nào mà mê nổi nữa. Cô gái đó bằng tuổi em đấy, và rất đặc biệt đấy em. Em chả thấy cô ta có gì đặc biệt cả, đầu óc anh có vấn đề hả? Anh thấy đặc biệt là được, em với Ngọc mau về đi. Trời ơi, gu của anh mặn vậy sao? Con Ngọc nó trắng trẻo xinh gái dâng tận mồm thì anh chê, anh lại đi quan tâm tới một đứa quê mùa như chị ta. Trời đất ơi, em không hiểu anh là người gì luôn. Hải bỏ ngoài tai những lời Ly nói, anh thản nhiên ngồi mở máy tính và xem xét công việc. Sau một hồi Ngọc đe dọa và đánh dấu chủ quyền thì tôi và Ngọc đi xuống phòng làm việc của Hải. Ly chạy ra ôm cổ anh trai. Anh chở em và Ngọc đi ăn đi, em đói rồi ạ. Hải vẫn không rời khỏi màn hình vi tính, anh nói, hai đứa tự đi đi, anh bận việc rồi. Ngọc thoáng buồn, từ hôm em về anh chưa đưa em đi ăn lần nào đâu đấy. Em là bạn của Ly chứ em đâu phải là bạn gái của anh. Mà bắt anh phải thế này thế nọ. Anh còn bận bao nhiêu là việc, thời gian đâu mà đưa bạn gái của em mình đi ăn được chứ. Ngọc sượng mặt quá, im bặt và không nói gì nữa. Ly thấy vậy liền nói đỡ cho Ngọc. Kìa anh, cái Ngọc nó quý anh nó mới nói như vậy chứ. Sao anh lại nặng lời với nó thế hả? Rồi Ly kéo tay Ngọc đi. Thôi, anh ấy bận rồi, để khi khác rồi đi cũng được. Hai chúng ta đi ăn thôi. Ngọc thở dài. Hôm nay tao ngồi trang điểm suốt 3 tiếng đồng hồ đấy. Cuối cùng lại mất công rồi. Mày chỉ cho tao cách để đi đến trái tim anh ấy được không? Ly thở dài nói. Tao cũng bó tay rồi. À, cái đứa dọn dẹp trong phòng anh Hải là bạn của mày hả? À, con nhỏ Thu đó hả? Trước nó học cùng tao, chứ tao không chơi với cái loại người nghèo hèn như nó đâu. Nó nghèo hèn lại không có học thức. Ừ, mà sao anh tao lại ưu ái nó vậy nhỉ? Công việc thì an nhàn nữa. Hay là anh Hải để mắt tới nó rồi chăng? Ngọc cau mày lại. Không thể nào đâu. Nó từng ly hôn lại có con rồi, người thì xấu xấu bẩn bẩn, sao mà anh Hải có thể để mắt tới một người như nó được chứ?
Cuộc đời không ai nói trước được điều gì đâu mày ạ. Cứ đề phòng thì vẫn hơn. Mày thử nghĩ xem, trong phòng riêng của Hải, lúc nào nó cũng ở đó kè kè ra, rồi nhỡ nó mồi chài anh Hải thì sao? Đàn ông ai mà chả thích gái, một khi đã dâng tận miệng thì có ai mà từ chối không? Ngọc cười với bạn. Với ai thì tao không biết, nhưng mà với anh Hải thì không ai dụ dỗ được anh ấy đâu. Tao suốt ngày gạ gẫm anh ấy, nhưng mà anh ấy có thèm bao giờ đâu mà. Hy vọng là thế, thôi chúng ta đi ăn đi. Tôi đang lau cửa kính và tôi nghĩ tới những lời Ngọc nói. Tôi thở dài, Hải nghe tiếng và quay lại hỏi tôi. Có chuyện gì mà cô thở dài thường thượt như thế hả? Anh nghe thấy tiếng tôi thở dài sao? Trong phòng chỉ có hai người, rất là yên lặng, tiếng thở của cô tôi còn nghe rõ từng nhịp đấy. Thế thì anh mở nhạc đi. Tôi đang làm việc nên tôi không nghe nhạc, mất tập trung lắm. Vậy sao anh còn nói chuyện với tôi? Anh lo làm việc đi. Hải tắt máy tính và đứng dậy. Đi thôi, chúng ta đi ăn đi, tôi đói rồi. Sao em gái anh và bạn gái anh tới rủ thì anh không đi, mà họ vừa về anh lại rủ tôi đi ăn là sao? Hải gãi đầu. À thì tại vừa nãy tôi không đói, bây giờ tôi thấy đói thì đi thôi. Anh đi một mình đi, tôi đi ngủ một lát đây. Tôi vừa nói vừa đi vào phòng nghỉ ngơi ở phía bên trong. Thu, lại cái gì nữa vậy? Cô nói chuyện với giám đốc của cô thế hả? Tôi không đói, anh đi ăn một mình đi, chúc anh ngon miệng. Tôi đóng cửa phòng lại ngay trước mặt Hải, anh ta gãi đầu rồi phì cười. Trời ạ, mình mời đi ăn mà cô ấy không thèm đi mới sợ chứ. Hải ghé vào cửa phòng và nói. Cô không đi ăn thì chiều đói ngất ra đấy, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tôi không sao, anh cứ đi ăn đi. Cô dậy đi ăn với tôi rồi lát về ngủ sau, tôi cho cô ngủ tới chiều luôn ấy. Tôi mở cửa ra và nhìn Hải nhăn nhó. Sếp ơi, sếp làm ơn đi ăn hộ tôi cái. Tôi đang đau đầu và chỉ muốn ngủ thôi. Sếp cứ đứng đấy lải nhải làm gì cho mất công chứ. Đi ăn một lát rồi về ngủ. Tôi bực quá lúc này mới gắt lên. Sếp có thôi đi không hả? Phiền chết đi được. Tôi đã nói không đi là không đi rồi mà. Hải bị quát nên giật mình rồi anh ngơ ngác nhìn tôi. Thế thì cô ngủ đi, tôi đi một mình vậy. Tôi đóng cửa lại và thở dài. Anh ta thì cứ rủ mình đi, còn Ngọc thì cấm mình không được đi với anh ta. Mình thật sự là đau đầu với hai người họ mà. Tại nhà của Đức, Linh đang ngồi ăn tôm hùm ở phòng khách. Bé Na ngủ dậy đi ra thấy tôm ngon quá và nó chạy lại. Mẹ ơi, cho con ăn tôm với. Linh lử mắt. Tôm này bố mày mua cho tao mà. Mày đâu có phần đâu, đi ra ngoài chơi đi. Mẹ có ba con liền mà, cho con một con thôi thì mẹ vẫn còn hai con. Ý mồm, cút ra ngoài đi. Bố bảo hai mẹ con cùng ăn, mà sao giờ mẹ không cho con ăn chứ? Mày có cơm ngay không? Không thì tao tát chết bây giờ đấy. Bé Na sợ bị đánh nên không dám đòi nữa. Linh ăn tôm xong nhìn Na và nói. Con vỏ tôm đây này, mày có ăn không? Na lắc đầu, Linh nhìn Na mỉa mai. Mày nhớ mà giữ mồm giữ miệng, không là tao sẽ không bao giờ để mày gặp lại mẹ mày đâu. Mày hiểu chưa? Na òa lên khóc. Mẹ Thu ơi, con muốn gặp mẹ. Mẹ ơi. Linh lúc này trợn mắt lên và quát. Mày có câm ngay không? Sao hai bố con nhà mày suốt ngày tơ tưởng tới gặp cái con mẹ mày thế hả? Rốt cuộc, bố con mày coi tao là gì hả? Linh ra ấn đầu Na vào tường và giận dữ. Tao ghét mày, tao ghét con mẹ mày nữa. Tao ghét hai mẹ con nhà mày. Tao ghét cay ghét đắng chúng mày. Sao mày không lao ra đường đâm đầu vào ô tô mà chết đi hả? Sao mày không chết đi? Linh ấn đầu Na vào tường mạnh tới mức bé Na đau và không khóc thành tiếng nữa. Mẹ ơi, con xin mẹ, con đau lắm. Linh càng ấn chặt hơn. Từ bây giờ trước mặt tao, mày mà nhắc tới tên mẹ Thu của mày thì mày xác định đấy. Mày nghe rõ chưa? Đúng lúc đó thì điện thoại của Linh mới buông tay ra, là Đức gọi về, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt. Alo, anh hả? Ừ, thế hai mẹ con đã ăn chưa? Dạ, em với bé Na vừa ăn tôm xong ạ. Tôm ngon thế, lần sau anh về anh lại mua tiếp nha. Được rồi, hôm nào anh về anh mua cho, có cần gì thêm không cứ nói anh mua. Thôi ạ, anh làm việc xong anh nhớ về với mẹ con em nhé, mẹ con em chờ anh. Thế bé Na đâu rồi? Dạ, con đang ngủ ạ. Để em vào gọi con dậy nhé. Thôi em để con ngủ đi, anh sẽ về gọi sau. Dạ. Nói chuyện xong Linh quát Na. Mày còn không dọn đống vỏ tôm này đi, hay là để tao cho mày một trận nữa nhé. Bé Na sợ hãi, nó bốc vỏ tôm vào thùng rác. Nước mắt nó cứ giàn giụa ra, nhưng không dám khóc thành tiếng. Cứ mỗi lần bố nó đi công tác, nó lại bị mẹ kế bạo hành như vậy, nên nó vô cùng sợ hãi. Đến cả giấc ngủ nó cũng hay giật mình tỉnh giấc, vì sợ bị ăn đòn của mẹ kế. Trưa hôm đó, bé Na ngồi im ở trong phòng, nó khẽ mở cửa phòng đi ra, thấy mẹ Linh đang nằm ngủ và nó quyết định trốn đi tìm mẹ Thu của nó. Vì nó sợ tới chiều khi mẹ Linh ngủ dậy, thì mẹ Linh sẽ lại đánh nó tiếp. Nó
Nó đập con lợn đất và nhét tiền vào túi áo. Nó sẽ cho mẹ Thu của nó tiền để mẹ Thu đi chợ và nấu cơm cho nó ăn. Xong xuôi, nó lấy chìa khóa mở cổng cửa và đi ra khỏi nhà. Nó đi bộ trên vỉa hè một lúc. Đường thành phố nhiều ngóc ngách nên nó không nhớ đường nhà trọ của mẹ nó ở đâu. Nó liền chạy vào quán nước và nhờ một chú đang ngồi uống nước ở đó. Chú ơi, chú gọi cho mẹ cháu, tôi đến cháu với ạ. Ơ, thế cháu bị lạc mẹ hả? Cháu có nhớ số của mẹ không? Cháu có nhớ ạ. Nó đọc số cho chú để chú gọi mẹ hộ nó. Tôi đang nằm nghỉ thì có tiếng chuông điện thoại. Alo, chị có phải là chị Thu không ạ? Con gái chị muốn gặp chị đây, chị nghe máy nhé. Vâng vâng. Tiếng con gái tôi vang lên. Mẹ ơi, mẹ tới đón con đi mẹ, con muốn gặp mẹ. Được, mẹ sẽ tới ngay, con đưa máy cho chú để mẹ hỏi địa chỉ con nhé. Vâng ạ. Sau khi biết địa chỉ chỗ con gái tôi đang ngồi đợi, tôi chạy một mạch ra ngoài và gặp Hải ở cổng. Anh ta đi ăn về, tay cầm túi đồ. Thu hả? Tôi mua đồ cho cô này. Mà cô vội đi đâu thế? Tôi đi đón con gái tôi, nó đang đợi tôi. Thế thì cô lên xe tôi chở đi luôn. Xe cô ở tận phía trong kia thì bao giờ mới lôi ra được? Vâng, thế thì tôi cảm ơn anh. Chúng ta đi thôi, con tôi đang đợi tôi. Ngồi trên xe ô tô của Hải mà tôi thấy lo quá. Hải động viên tôi. Sắp tới rồi mà, cô đừng có lo lắng quá. Anh có thể đi nhanh hơn được không? Được, cô bám chắc vào. Hải tăng tốc và phóng vù vù trên đường. Bé Na đang ngồi với chú ở quán nước thì nó nhìn ra ngoài và thấy một người đi đường giống mẹ Linh của nó. Nó giật mình. Chết rồi, mẹ Linh hả? Mình phải trốn thôi. Nó chạy ra ngoài luôn, chú ấy mới đứng dậy và chạy theo gọi nó. Cháu gái ơi, cháu chạy đi đâu thế? Cháu hẹn mẹ cháu ở đây mà. Cháu phải đi thôi, cháu không muốn bị bắt về nhà đâu. Ơ kìa, cháu đứng lại đi, mẹ cháu sắp tới rồi. Hải dừng xe ở ven đường. Địa chỉ cô nói ở bên kia đường, chúng ta sang đó thôi. Tôi nhìn sang bên đường thì thấy con gái tôi đang chạy rất nhanh trên đường. Tôi vội nói, kia, con gái của tôi kia kìa. Con ơi, con gái ơi. Tôi và Hải vội vàng xuống xe. Sao nó chạy vội vàng thế nhỉ? Tôi bắt đầu cuống lên và chạy sang đường. Vừa chạy tôi vừa hét lên. Na ơi, đứng lại đó, mẹ sẽ sang đón con. Con gái tôi vẫn chưa nhìn thấy tôi và nó vẫn đang chạy rất nhanh trên đường. Bên đường của tôi ô tô chạy nhiều quá nên tôi không thể sang đường nhanh được và tôi lại hét lên. Na ơi, con đứng lại đi, đừng chạy nữa, nguy hiểm lắm. Bé Na vừa chạy vừa ngoái cổ lại phía sau. Nó sợ bị mẹ Linh bắt nó lại nên cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Dầm, bé Na lao thẳng vào đầu chiếc xe ô tô. Nó bị văng lên cao rồi rơi xuống ngay trước mặt tôi. Máu bắt đầu tuôn ra không ngừng. Á, con ơi. Tôi và Hải lao lại. Nhìn con nằm đó, máu trong tay chảy ra ồng ộc. Tôi vội ôm lấy con. Con ơi, con mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Con đừng làm mẹ sợ nữa, con ơi. Bé Na từ từ mở mắt ra. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ đây, mẹ đưa con đi bệnh viện. Con sẽ không sao đâu, con gái mẹ mạnh mẽ lên nhé. Bé Na móc trong túi áo ra một nắm tiền. Con cho mẹ tiền này, từ bây giờ con sẽ ở với mẹ nhé. Con không muốn ở với bố và mẹ Linh đâu. Mẹ Linh suốt ngày đánh con sợ lắm mẹ ơi. Tôi khóc nấc lên. Được, mẹ sẽ không bao giờ xa con nữa. Mẹ sẽ luôn ở bên con. Bé Na nhìn tôi khẽ cười rồi bắt đầu lịm đi. Tại bệnh viện, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ thở dài nói. Xin lỗi anh chị, con bé mất rồi. Tôi rất tiếc. Tôi gào lên trong đau đớn. Không, không thể như vậy được. Tôi sốc và ngất lên ngất xuống. Hải nhìn tôi xót xa. Đức bóp cổ Linh, anh ta vừa bóp vừa nghiến răng. Tôi đã dặn cô phải trông con tôi tử tế rồi cơ mà. Sao cô để nó chạy ra đường rồi bị ô tô đâm chết vậy hả? Con tôi chết rồi, cô cũng chết đi, chết cùng con tôi đi. Em xin anh nghe em nói đã. Nói thật là nó đi lúc nào em cũng không biết mà. Em ngủ trưa em thấy nó cũng ngủ trước em mà. Thế mà lúc em ngủ dậy, em đã không thấy nó đâu cả. Em thật sự là không biết mà, anh tha cho em. Đức tát vào mặt Linh bốp bốp, khiến mặt cô ta đỏ những vết tay của Đức. Có mỗi một việc trông con mà cô cũng không làm được, thì cô làm được cái gì hả? Anh ơi, em xin anh hãy bình tĩnh và nghe em nói đã. Cô hại chết con gái tôi rồi, cô còn định nói gì nữa hả? Anh thử nghĩ mà xem, nếu mẹ con bé không rủ con bé, thì liệu con bé có trốn đi tìm mẹ nó thế không ạ? Anh thử nghĩ xem em nói có đúng không? Em chắc chắn là mẹ nó đã rủ dê và lôi kéo nó, nên nó mới trốn đi khỏi nhà như thế. Nó bị như vậy là do mẹ nó, tất cả là do mẹ nó anh à. Đức ngồi và lặng nhìn tấm di ảnh của con gái, anh ta bật khóc. Con gái vàng, con gái bạc của bố ơi, trời ơi là trời, con ơi. Tôi đưa con gái về quê chôn cất. Đã một tháng trôi qua kể từ khi con gái tôi bỏ đi,
Ngày nào tôi cũng giam bộ con và khóc. Tôi cứ lay lắt như một người mất hồn. Tôi vẫn thật sự không thể chấp nhận được nỗi đau đớn này. Hải về thăm tôi mấy lần, anh động viên tôi lên thành phố làm việc tiếp, nhưng tôi không thể làm việc nổi. Từng ngày trôi qua, tôi vẫn cứ lóc ngóc trong nỗi đau mất con mãi không thể nguôi ngoai. Chiều nay tôi ra mộ thì thấy Đức đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt buồn bã. Nhìn thấy tôi, anh ta đứng dậy cười mỉa. Cô là một người mẹ tồi thu ạ. Sao anh lại nói tôi như vậy, khi anh lại là một thằng không ra gì? Cô nói vậy là có ý gì hả? Trước khi con gái tôi chết, nó đã nói với tôi rằng nó muốn ở với tôi. Vì suốt ngày nó bị mẹ Linh đánh nó sợ lắm. Vậy sao anh không động não mà nghĩ xem tại sao con bé phải trốn đi tìm tôi chứ? Chắc chắn một điều là mỗi khi anh đi công tác thì ở nhà con bé bị mẹ kế đánh rồi. Cô im đi, nếu có chuyện đó xảy ra thì con bé đã nói với tôi rồi. Nếu như vợ anh đe dọa nó thì sao? Anh đã nghĩ tới chuyện đó chưa? Không bao giờ. Linh hả? Cô ta sợ tôi lắm. Cô ta sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Thế thì anh quá ngu rồi Đức à. Con gái tôi mới 5 tuổi thôi. Nó không biết nói dối đâu. Và những lời nói của nó chắc chắn là thật. Chỉ tiếc là nó không còn sống để nói ra sự thật cho anh nghe thôi. Đức ngồi xuống rồi buồn bã nói. Con gái yêu của bố. Anh nhận nuôi con mà không thể bảo vệ được con. Anh không xứng đáng được làm bố đâu Đức à. Cô im đi. Nếu cô đồng ý quay lại với tôi thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này rồi. Tất cả là tại cô. Tại cô hết. Tôi tắt thẳng vào mặt Đức. Đồ khốn, anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Cút đi. Đức nhìn tôi mỉa mai rồi bước đi. Một tháng nữa trôi qua, khi tôi đã bình tâm trở lại, tôi bắt đầu lên thành phố gặp Hải và xin đi làm lại. Tôi tới nhà Hải tìm anh. Hôm đó nhà Hải đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Ly, em gái của Hải. Khách mời đều là hội con nhà giàu, bạn bè của Ly và Hải. Tôi thấy đông quá nên vội quay đi thì Ngọc nhìn thấy và gọi tôi. Thu, có phải là Thu không? Tôi quay lại và cười. Ngọc đấy hả? Cậu tới tìm mình à? À, tớ tới tìm anh Hải. Anh Hải có trong đó không hả Ngọc? Ngọc lử mắt. Cậu tìm anh ấy có việc gì không? À, tớ định xin làm lại thôi mà. Ngọc liền nói dối. Có người thay cho cậu làm rồi Thu à. Cậu đi tìm việc khác đi. À, thế hả? Vậy thì thôi, tớ đi đây. Ừ, thế cậu đi nhé. Tôi gật đầu và quay đi luôn thì tiếng Hải vang lên. Thu phải không em? Ngọc thấy lo lắng khi Hải xuất hiện đúng lúc đó. Cô ta ấp úng. Anh Hải, sao anh lại ra đây? Ngọc, em vào đi để anh nói chuyện với Thu. Ngọc sầm mặt rồi đi vào trong. Hải lại xoa đầu tôi. Sao bây giờ cô mới lên tìm tôi hả? Vâng, bây giờ tôi mới thu xếp xong công việc ở quê. Anh tìm được người làm thay tôi rồi à? Đâu có, công việc đó tôi vẫn để chờ cô lên mà. Sao Ngọc nói là... Ngọc nói gì cơ? À không có gì. Nếu chưa có ai làm chỗ đó thì mai tôi có thể đi làm được chứ? Được, rất vui khi cô quay lại đây. Cảm ơn anh, tôi về đây. Hải liền kéo tay tôi lại. Đã tới đây rồi thì cô ở lại đây luôn đi. Hôm nay tôi mở một bữa tiệc để chúc mừng sinh nhật cái Ly. Cô ở lại nhé. Nhưng mà tôi ngại lắm. Thôi tôi về đây, mai gặp anh ở công ty nhé. Tôi định bước đi nhưng Hải nắm chặt lấy tay tôi không cho tôi đi. Rồi anh ta kéo tôi vào trong trước sự ngỡ ngàng của bạn bè anh ta. Ai cũng nhìn tôi chằm chằm từ đầu tới chân. Tôi là một cô gái rất bình thường, mặc áo phông đen, quần jean màu lông chuột đã cũ bạc, chân thì đi đôi dép nhựa hình con gà màu vàng. Cái Ly thốt lên. Ai đấy? Ngọc ghé vào tai Ly nói nhỏ. Cô ta là Thu, cô gái quét dọn phòng làm việc của anh Hải đấy. Cái Ly thì ngay lập tức nói. Anh Hải, sao anh lại mời một người quét dọn tới công ty dự sinh nhật của em là sao vậy? Mọi người ồ lên nhìn rồi cứ nhìn tôi và Hải chằm chằm. Hải quay lại lử mắt nhìn Ly. Em nói hơi nặng lời rồi đấy. Thu là bạn anh. Ngọc mặt dị ra nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Tôi chỉ thở dài và không muốn nói gì. Tôi mặc kệ hết mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Kể từ khi con gái mất, tôi đã sống bất cần lắm rồi. Một anh bạn chạy ra vỗ vai Hải. Đây là bạn gái cậu hả? Sao chơi với cậu lâu rồi mà tôi không nghe cậu kể về cô ấy vậy? Vì chưa tới lúc mà. Cậu thay đổi nhiều quá khiến tôi không nhận ra đấy Hải à. Hải cười và tự tin trả lời bạn. Cuộc đời mà, đâu có ai biết trước được điều gì đúng không? Tôi thì ủng hộ cậu, miễn sao cậu thấy hạnh phúc là được. Cảm ơn cậu nhé. Hải kéo tôi lại gần rồi khẽ nói. Vắt tay anh đi. Tôi lắc đầu. Không. Ờ hay, em tính làm anh mất mặt với các bạn anh hả? Mau vắt tay anh đi nào. Anh kéo tay tôi vào đây là anh đã đeo mo vào mặt rồi, mà giờ còn nói gì chứ? Thôi, anh xin em cho anh xin một chút thể diện được không? Phiền phức thật đấy. Ngọc thấy tôi khoác tay Hải thì cô ấy tức lắm. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
Ly cũng tỏ vẻ không vui khi có một vị khách quê mùa, ăn mặc lôi thôi xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật của cô. Ly thở dài, đúng là mất hứng mà. Ngọc nghiến răng, cô ta đã mồi chài được anh Hải rồi Ly à, mày chuẩn bị gọi nó là chị dâu đi là vừa. Ly bĩu môi, nó không có cửa làm chị dâu của tao đâu, tao sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Chuyện đó anh Hải quyết định, chứ đâu có tới lượt mày quyết định chứ. Vậy thì nó phải bước qua xác tao đã. Bữa tiệc kết thúc, Hải đích thân lái xe đưa tôi về tới cổng nhà trọ. Anh đi theo sau tôi vào. Này, anh về đi chứ, anh đi theo tôi làm gì? Anh muốn vào xem cho em ở thôi mà. Đi về mau lên, nhà tôi lâu rồi chưa dọn bừa bộn lắm. Anh đi về đi. Không về. Nói rồi Hải cứ xông thẳng vào nhà trọ của tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành để anh ta vào phòng trọ của mình. Đẩy cửa bước vào, Hải nhăn mặt nói, cái phòng bé xíu này hả, chật thế này làm sao mà ở được chứ. Nhỏ thì mới có giá 1,2 triệu chứ, phòng rộng thì tiền đâu mà đóng tiền nhà. Hải ngồi dựa vào cái tủi vải ọc ẹp. Thế là cái áo con ở trên rơi trúng đầu anh ấy, làm tôi phì cười. Hải cầm cái áo con và chìa ra trước mặt. Cái gì đây? Trời đất ạ. Tôi cười phá lên, tại anh dựa vào tủ nên nó mới rơi xuống đấy. Vớ bởi nhé. Em tìm phòng khác đi, anh tăng lương cho. Thôi tôi xin anh mà cứ tốt với tôi như vậy tôi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Sao em lại nói vậy, anh không hiểu. Thì sẽ có nhiều người ghen tị với tôi và tôi sẽ gặp nguy hiểm. Còn tôi thì bây giờ chỉ muốn sống một cuộc đời an yên thôi. Sóng gió đã quá đủ rồi anh à. Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Tôi xua tay và nói, thôi anh cho tôi xin 2 chữ bình yên. Tôi không muốn gặp rắc rối nữa đâu. Tôi quá mệt mỏi rồi, bây giờ tôi chỉ muốn được bình yên thôi. Tôi trở lại với công việc của mình một cách yên bình và không sóng gió. Tôi cũng không muốn động chạm tới ai cả. Tôi sống thu mình lại và ít tiếp xúc với người ngoài. Tôi lau dọn một lần xong, rảnh quá tôi không muốn ngồi. Tôi lại cầm khăn và lau tiếp, cứ lau đi lau lại như vậy suốt cả buổi sáng. Hải đi họp về vẫn thấy tôi đang lau bàn. Anh liền nói, cái bàn này nó đang bị cô mài mòn rồi đấy. Làm xong việc thì vào phòng nằm nghỉ, chiều hãy dậy. Thì nằm mãi cũng chán mà, cứ để tôi lau cho đỡ chán. Trông cô buồn như vậy lại nhớ con hả? Đi ăn nhé. Anh còn bao nhiêu tài liệu ở trên bàn kia kìa, lo mà làm đi ăn với uống cái gì. Thì tối tôi ở lại cũng được mà. Sao phải vậy chứ, làm đi tối về sớm còn đi chơi. Cái Ngọc nó đang đợi anh ở nhà đấy. Kệ cô ta đi. Này, Ngọc thích anh nhiều vậy sao anh vô tâm với Ngọc thế? Không thích thì vậy đấy, tình cảm sao mà ép buộc được. Không hiểu cô ấy nghĩ gì mà cứ ở lì nhà anh không chịu về chứ. Anh cũng kén nhỉ, Ngọc xinh vậy mà còn chê. Anh không kén đâu, do không đúng kiểu người của anh thích thôi. Thế thì anh thích kiểu người như thế nào? Đơn giản, thẳng thắn và cũng phải cá tính một chút. Còn Ngọc thì điệu quá, bảo đi ăn nhưng mà phải ngồi trang điểm sáng chiều mới xong. Nói chung là có nhiều cái không hợp nên anh không thích vậy thôi. Vậy thì anh cứ tiếp tục ế đi. Anh thấy em có nhiều điểm anh thích đấy, hay là chúng ta thử hẹn hò đi. Đồ điên. Anh nói thật mà, để anh chăm sóc em nhé. Tôi thở dài ngao ngán. Thôi, anh đừng có lôi tôi ra làm trò đùa của anh nữa, mệt mỏi. Thôi tôi đi ngủ một lát đây. Anh nói thật mà. Tôi đóng cửa và lên giường nằm. Bây giờ tôi không muốn nghĩ bất cứ một điều gì nữa. Đến tối Hải lại tiếp tục đi theo tôi. Này, đi ăn đi. Trưa nay cô đã không ăn gì rồi đấy. Cô không đói hả? Thôi tôi về đây. Tôi thấy hơi mệt nên không muốn đi đâu cả. Chào anh nhé. Tôi đi bộ trên vỉa hè. Trời hôm nay gió mát nên tôi vừa đi tôi vừa hóng gió. Thu. Nghe tiếng gọi tôi quay lại thì thấy Linh đang ngồi trong quán nước. Tôi quay mặt đi thì cô ta chạy ra chặn tôi lại. Đứng lại, nhìn thấy tôi sao cô phải trốn tránh như vậy chứ? Tôi không trốn tránh, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cái mặt cô. Tránh ra đi. Linh nhìn tôi, cô ta nhếch mép nói. Cô được lắm, dám rủ con Na đi để nó bị đâm chết. Tại cô mà tôi bị anh Đức đánh đấy. Cô làm mẹ mà cô hại chết con mình như vậy sao hả Thu? Cơn giận dữ của tôi bắt đầu nổi lên. Tôi túm tóc Linh và giật mạnh xuống khiến Linh ngã dúi rủi. Cô lại còn dám nói tôi như vậy sao? Con bé nó nói với tôi rằng cô suốt ngày đánh nó nên nó sợ cô. Tất cả là tại cô hại chết con tôi rồi. Linh bĩu môi dè bỉu. Cô đang vu khống cho tôi đấy hả Thu? Bằng chứng đâu hả? Cô nói vậy có nghĩa là những lời con gái tôi nói trước khi mất là đúng sao? Linh cười nhạt nhẽo. Đúng thì sao? Tôi đánh nó đấy, vì nó láo nên tôi phải dạy dỗ nó. Cô không dạy nó thì để tôi dạy nó. Tôi bàng hoàng khi nghe Linh nói vậy. Tôi túm lấy cổ áo cô ta và khóc. Con bé mới chỉ có 5 tuổi, nó có biết gì đâu. Sao cô độc ác thế hả?
cô là loài rắn độc chứ không phải là người. Linh giật tay tôi ra và nói, cô đừng có trách tôi, có trách thì trách bản thân cô không nuôi được nó. Vì cô làm nó khổ nên mọi chuyện mới ra nông nỗi đó đấy. Đồ nghèo hèn rác rưởi, sao cô không chết cùng nó luôn đi hả? Một người mẹ vô dụng như cô thì sống làm gì cho chật đất. Linh lên xe và phóng đi, còn tôi thì vẫn đứng trơ ra đó. Cô ta nói đúng, tôi nghèo hèn vô dụng nên tôi mới không thể nuôi con tôi được. Tôi ngồi đó và khóc một hồi lâu, cơn mưa ngang qua khiến tôi ướt hết lúc nào, tôi khóc cũng không ai thấy. Hải ngồi trên xe ô tô nhìn cô gái đang đi bộ dưới mưa, anh thở dài rồi hút thuốc. Anh lái xe khẽ nói, để tôi ra đón cô ấy lên xe nhé. Thôi, bây giờ tâm trạng cô ấy không ổn đâu, cô ấy sẽ không muốn gặp ai. Chúng ta chỉ cần âm thầm đi theo bảo vệ cô ấy là được rồi. Vâng, thưa ông chủ. Từ khi bé Na không còn, Đức thường xuyên vắng nhà hơn. Linh ở nhà đợi chồng dài cổ mà không thấy chồng về. Cô ta cứ lồng lộn lên, nhìn 12 giờ đêm mà vẫn chưa thấy chồng về. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Đức, nhưng anh ta không thèm nghe máy. Chết tiệt, cứ tưởng là con Na chết rồi thì cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn. Ai ngờ đâu còn chán hơn cả lúc con Na còn sống nữa. Với bản tính đa nghi, Linh luôn tưởng tượng ra hình ảnh Đức đang quay lại với Thu và bỏ cô ở lại. Cả khi cô ngủ, cô cũng mơ thấy Đức bỏ cô để quay lại với vợ cũ. Nửa đêm rồi mà Linh vẫn lồng lên để đi tìm chồng về. Tôi đang nằm ngủ thì chuông điện thoại reo vang làm tôi tỉnh giấc. Tôi mắt nhắm mắt mở nghe máy. Alo, ai vậy? Anh đây, anh Đức đây. Nửa đêm anh còn gọi cho tôi làm gì hả? Giọng anh ta lè nhè. Anh đang ở ngoài cổng nhà trọ này, em ra đây cho anh gặp một lát đi. Tôi bực quá liền chửi anh ta. Anh bị thần kinh hả? Cút về đi, cút. Em ra gặp anh 5 phút thôi rồi anh về mà. Tôi không có gì để nói với anh cả, cút đi. Tôi tắt máy và ném điện thoại xuống chân giường, chùm chăn ngủ tiếp. Tôi mặc xác anh ta đứng ngoài đó. Linh phóng xe đi tìm Đức một vòng và dừng xe lại khi thấy Đức đang trèo lơ lửng ở cổng khu trọ nhà Thu. Đúng như là mình dự đoán, anh ta tới đây để tìm con Thu mà, khốn kiếp thật. Anh Đức, anh đang làm cái trò gì thế hả? Đức giật mình và rơi xuống ngã sóng xoài, đau quá hắn ta mếu máo nói. Linh, cô tới đây làm gì hả? Linh ấm ức khóc, chúng ta lấy nhau sắp tròn 5 năm tới nơi rồi. Nhưng mà lúc nào anh cũng chỉ nhớ nhung tới vợ cũ của anh thôi. Còn em thì sao? Có bao giờ anh nghĩ tới cảm nhận của em không hả? Đức đứng dậy và lảo đảo. Về thôi. Linh gào lên. Em không về. Hôm nay chúng ta hãy nói rõ ràng đi. Hãy gọi Thu ra để ba người chúng ta nói rõ ràng với nhau đi. Rồi cô ta cứ gọi lên. Thu ơi, cô đi ra đây đi. Thu ơi. Tôi trùng chăn kín đầu nhưng vẫn nghe tiếng ai đó gọi mình. Trời đất ơi, nửa đêm mà con điên nào còn gọi mình vậy? Tôi mặc kệ không dậy thì chị Lan gõ cửa. Thu ơi, có ai tới tìm em kìa, mau dậy đi em. Em ra gặp họ đi, ai lại để họ làm ầm cả xóm không ngủ được như thế. Đang ngủ ngon thì bị làm phiền, tôi thấy bực mình quá và thở dài dậy ra mở cửa. Tôi lẩm bẩm, thật là phiền phức, mấy người sẽ biết tay tôi. Tôi lững thững đi ra cổng, vừa đi vừa ngáp ngủ. Mở cửa ra thì tôi thấy Đức và Linh đang đứng chờ ở ngoài đó. Tôi gắt lên. Nửa đêm rồi mà hai người còn tới đây tìm tôi. Đầu óc hai người có vấn đề gì sao? Đức nhìn tôi cười, anh ta say và nói giọng lè nhè. Thu à, em ra nói chuyện với anh đi, anh chờ em mãi đấy. Linh trợn mắt lên nhìn tôi. Hôm nay ba người chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng với nhau đi. Hôm nay hãy kết thúc mọi chuyện. Cô bị điên hả? Chuyện của hai người thì hai người tự giải quyết với nhau đi. Tự dưng lôi tôi vào cuộc làm gì chứ hả? Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đau khổ. Chuyện của tôi và Đức lại liên quan tới cô đấy, Thu à. Tôi nhìn Linh và cười nhạt. Tôi nói, tôi và Đức đã ly hôn 5 năm rồi mà. Giữa tôi và anh ta không còn gì liên quan nữa. Tôi cũng không động chạm tới ai. Thì đừng ai động vào tôi. Hai người đưa nhau về đóng cửa bảo nhau dùm. Đừng có làm phiền tôi nữa. Cô nói cô không muốn liên quan tới Đức nữa. Nhưng anh ta lại muốn liên quan tới cô. Mấy năm qua, anh ấy vẫn luôn nhớ tới cô đó, Thu à. Tôi nhếch mép cười. Đó là việc của anh ta, tôi chẳng có gì liên quan cả. Vậy nên cô giải quyết với anh ta thì đừng có lôi tôi vào cuộc nữa. Dù trên đời này hết đàn ông thì tôi cũng không bao giờ quay lại với anh ta đâu. Nên là cô cứ yên tâm. Linh quay ra nhìn Đức và nói, anh Đức, anh đã nghe rõ hay chưa? Thu đã nói là không bao giờ quay lại với anh đâu. Sao anh cứ cố chấp như vậy hả? Đức quay ra quát Linh, việc đó cũng không liên quan gì tới cô. Dù Thu có ghét tôi, có hận tôi thì tôi cũng vẫn muốn được ở bên cô ấy. Cô quay về đi. Linh gào lên. Anh không quên được Thu sao anh lại cưới em hả? Mấy năm qua em hết lòng vì anh, mà tới bây giờ anh lại đối xử với em như vậy. Sao anh tàn nhẫn thế hả?
là cô cam chịu mà. Tôi đâu có ép buộc cô phải ở bên tôi đâu. Cô không thích thì có thể đi ngay mà. Ngay bây giờ cô cũng có thể đi mà. Linh vừa khóc vừa nói. Nếu bây giờ em và Thu gặp nạn thì anh sẽ cứu ai hả? Anh sẽ cứu em hay là cứu Thu? Đức nói thẳng luôn. Tất nhiên là tôi sẽ cứu Thu rồi. Tôi thở dài rồi chẹp miệng. Anh nghĩ là tôi cần anh cứu sao? Anh bị ảo tưởng à? Đức đi lại về phía tôi thì tôi giơ chân đạp anh ta ngã về phía của Linh. Cô mang anh ta về hộ tôi cái. Anh ta là chồng cô mà. Cố mà giữ nhau đi. Giờ thì biến, biến hết. Linh vội đỡ lấy Đức dậy và nói. Về nhà với em đi anh. Thu không cần anh đâu. Hai người đã ly hôn lâu rồi mà. Chính em mới là vợ anh. Về nhà với em đi. Đức đẩy Linh ra. Tránh xa tôi ra. Tôi thấy Đức và Linh cứ co kéo nhau. Tôi chán quá và thở dài ngao ngán rồi quay đi. Đức chạy theo giữ tay tôi lại và nói. Thu, chúng ta quay lại với nhau đi. Anh yêu em nhiều lắm Thu à. Tôi gạt tay anh ta ra và quát lên. Anh bị điên à? Anh cút về với cô ta đi và đừng có lải nhải theo tôi nữa. Đức cứ bám chặt vào chân tôi và không buông. Tôi giằng anh ta ra mà không được. Tôi cáu và bắt đầu chửi lên. Buông ra, buông tôi ra. Anh không buông. Thu, anh yêu em. Em về với anh, về với anh đi Thu. Tôi đẩy anh ta ra mãi không được. Tôi bực quá mới rút dép ra và vả liên tiếp vào mặt của Đức. Này thì không buông này, không buông này. Linh thấy tôi đánh Đức thì cô ta sốt ruột và cô ta chạy lại kéo Đức về phía cô ấy. Anh ơi, đi về thôi. Cô ta đánh anh như thế mà anh vẫn còn cố tình bám theo là sao? Anh không có lòng tự trọng à? Đức vẫn cố tình bám chặt vào chân tôi, còn tôi thì giật ra không được. Linh thì cầm tay Đức và kéo tay Đức đứng dậy. Cả ba chúng tôi cứ giằng co qua lại như vậy. Thật sự không còn gì để nói nữa. Tôi cũng thật sự cạn lời luôn rồi. Tôi còn chưa biết phải làm sao để thoát khỏi Đức và Linh bây giờ thì tôi có chung điện thoại là Hải gọi. Tôi vội vàng bắt máy. Alo, anh Hải à? Anh cứu tôi với. Thu, em làm sao thế hả? Anh qua cổng nhà trọ cứu em ngay đi. Được, anh tới ngay đây. Đúng 10 phút sau thì xe ô tô của Hải tới. Anh ta phanh xe trước mặt chúng tôi. Hải vội mở cửa xe và đi xuống. Thu ơi, anh tới rồi đây. Anh tới rồi à? Hãy mau cứu em thoát khỏi cái đuôi này với. Hải nhìn xuống thấy Đức đang ôm chặt tôi, còn Linh thì bám chặt tay Đức. Hải cau mày nhìn Đức. Đang chơi trò kéo co hả? Tôi thở dài. Điên không chịu được anh ạ. Đức bắt đầu lao vào. Hải đập thẳng vào mặt Đức và anh ta đau quá phải thả tay ra. Đức ôm mặt nhăn nhó rồi gào lên. Thằng này, mày là ai sao mày dám đánh tao hả? Hải lao lại đấm vào mặt Đức, khiến Đức ngã ngửa ra phía sau ngay trước mặt Linh. Tao là bạn trai của Thu. Mày dám làm phiền bạn gái tao ư? Tao bẻ hết răng của mày bây giờ đấy. Còn không mau biến đi. Linh vội kéo Đức đi. Anh ơi, mình về thôi anh, về thôi. Biến đi. Từ giờ cô quản chồng cô cho chặt vào. Đừng có để anh ta tới làm phiền bạn gái của tôi nữa. Hải kéo tay tôi đi. Mình đi thôi em. Đi đâu ạ? Về nhà anh. Hải mở cửa xe ô tô cho tôi rồi quay lại nhìn Đức bằng ánh mắt đe dọa. Rồi anh ta lên và lái xe đi. Xe chạy được một đoạn tôi mới hỏi Hải. Anh làm gì mà gọi điện cho em muộn thế ạ? Anh vừa giải quyết công việc ở công ty xong nên tính gọi điện rủ em đi ăn. Anh không nghĩ là em lại bị Đức và vợ anh ta làm phiền như vậy đâu. Em cũng không biết anh ta bị làm sao nữa. Em điên hết cả người. Rồi Hải quay ra nói giọng giận dỗi. Đức còn yêu em đấy. Suy nghĩ lại đi. Trời, em và Đức đã ly hôn 5 năm rồi cơ mà. Tình cảm đã hết từ lâu rồi còn gì mà suy nghĩ lại chứ. Ai mà biết được, tình cũ không rủ cũng tới mà. Em bị họ làm phiền chưa đủ mệt hay sao? Bây giờ anh còn chọc tức em nữa hả? Hải cứ giận dỗi không thèm nói gì. Tôi mới hạ giọng xuống. Thế anh đưa em đi ăn gì thế? Tự dưng em đói quá. Hải vẫn dỗi và nói. Ăn thịt. Thịt gì ạ? Thịt ép. Anh giỏi rồi. Có tin là em táng vỡ mồm anh không hả? Hải lái xe chở tôi tới một quán ăn đêm. Quán quen của Hải. Anh dừng xe lại và nói. Tới rồi chúng ta vào thôi. Tôi nhìn Hải cười. Ơ, thế anh hết dỗi rồi đấy à? Ăn xong anh lại dỗi tiếp. Trời đất, cái anh này kỳ thật. Chúng tôi ngồi chờ đồ ăn, thấy tôi buồn buồn, Hải liền hỏi. Sao, thế đi ăn với anh em không vui à? Không phải ạ, em đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi. Em đang suy nghĩ xem tại sao Đức lại si tình như vậy hả? Si tình cái con khỉ ấy. Anh ta làm khổ em, bây giờ lại tiếp tục làm khổ Linh. Anh ta là thằng đàn ông tồi tệ chứ si tình cái nỗi gì. Đã yêu một người rồi đâu phải là quên ngay được đâu. Anh đã yêu lần nào chưa mà phán hay như tivi vậy? Ngày trước thì chưa,
Nhưng mấy hôm nay anh lại thấy thích một người, cả ngày chỉ nghĩ tới cô ấy, cảm xúc thật là khó tả. Tôi thở dài và nói giọng rất tiêu cực. Thôi, yêu đương làm gì cho mệt người, một mình cho khỏe anh ơi. Tôi và Hải đang ngồi nói chuyện thì bác chủ quán ra và nói với Hải. Cậu Hải ơi, hôm nay nhà tôi có chai rượu Pháp hàng chuẩn, cậu có muốn thử xem mùi vị thế nào không ạ? Hải xua tay. Thôi đêm rồi, cháu không uống đâu, để hôm khác bác nhé. Tôi nghe vậy thì nổi hứng muốn uống rượu, nên tôi nói. Uống rượu đi, em đang muốn uống. Em có biết là mấy giờ rồi không hả? Gần 1 giờ đêm thôi mà, uống một chút cho dễ ngủ anh nhé. Thấy tôi nản nhỉ quá nên Hải gật đầu đồng ý. Tôi khui chai rượu đắt đỏ ra và rót ra ly, rồi chúng tôi cùng uống. Chà, rượu ngon quá anh Hải ạ, ngon thật đấy. Em uống vừa thôi, con gái uống rượu không tốt đâu. Lúc đầu chưa say thì chúng tôi anh em, về sau tôi đã thu hết chai rượu và xoay ngắc cần câu. Thế là tôi xưng chị với Hải luôn, rồi cứ chị em ngọt xớt như thế. Trong men say tôi nhìn Hải, tôi thấy anh ta đẹp trai hơn bình thường. Nhìn anh cũng đẹp trai phết nhỉ, ngọt nước quá. Hải phì cười và nhìn tôi. Em say rồi, bắt đầu ăn nói vớ vẩn rồi đấy. Tôi nhìn anh ta và liếm mép. Ngon, không biết ôm anh thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Hải nhìn tôi và cười nháy mắt. Em thử là biết ngay mà, em có muốn thử không? Tôi đã say tới mức lú lẫn, tôi với anh ta cúi mặt lại gần tôi và hỏi nhỏ. Cái đó của anh bao nhiêu phân vậy? Hải đứng hình mất vài giây, rồi anh ta gãi đầu. Anh không có đo, sao tự dưng em lại hỏi thế? Em đang gạ tình anh đấy à? Tôi nhìn anh ta rồi nuốt nước bọt ực một cái. Chén không anh? Ngay lập tức Hải lôi tôi đứng dậy. Đi thôi. Đi đâu thế? Đi chén. Hải kéo tôi ra xe ô tô và phi thẳng xe vào một khách sạn 5 sao gần đấy. Cánh cửa phòng mở ra, tôi và Hải đã lao vào nhau và hôn nhau ngấu nghiến. Mới có chút hơi đàn ông mà tôi đã dạo dược hết cả người rồi. Tôi thì xa chồng mấy năm, còn Hải thì cũng lâu chưa yêu ai. Hai người thiếu thốn tình cảm quấn chặt lấy nhau rồi bắt đầu lột quần áo. Hải bế tôi lên giường và hít một hơi dài. Em thật là quyến rũ, ánh mắt tôi là lơi gợi tình. Em thích anh cũng rất thích em đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi. Hải bắt đầu màn dạo đầu cực kỳ chuyên nghiệp. Anh ta hôn tới đâu, tôi thấy người hình như có luồng điện chạy qua tới đấy. Tôi và Hải cứ quấn chặt lấy nhau tới khi mồ hôi vã ra như tắm. Cả hai đã mệt rồi, nhưng cơn say tình ái khiến cả hai chúng tôi không muốn dừng lại. Chúng tôi ôm nhau ngủ tới trưa thì mới tỉnh. Mở mắt ra, tôi thấy Hải đang nhìn tôi. Em yêu tỉnh rồi à? Anh tỉnh khi nào mà không gọi em dậy? Nhìn em ngủ ngon quá nên anh không nỡ. Tôi gãi đầu gãi mặt vì ngại. Đêm qua em say quá, em hơi vớ vẩn rồi. Sau đó chúng tôi đi ăn trưa rồi mới về công ty. Tôi và Hải nắm chặt tay nhau, chúng tôi đang lâng lâng hạnh phúc. Và cuộc đời của tôi bắt đầu sang một trang mới. Hạnh phúc hay khổ đau còn chưa ai biết được. Hải lái xe đưa tôi về công ty. Tôi thì đi lấy chổi lại phòng làm việc. Thì anh liền nói. Em đừng có làm những việc đó nữa. Lát nữa anh sẽ đưa em đi gặp cô giáo. Sao lại đi gặp cô giáo ạ? Tức là em sẽ đi học rồi về đây làm việc cho anh. Nhưng mà em nghỉ học lâu rồi, đi học lại ngại lắm anh à. Người ta già rồi người ta vẫn còn đi học. Em có nghe câu học nữ học mãi chưa? Em mới có 24 tuổi mà. Nhưng mà em ngại lắm. Nếu mà em yêu anh thì em phải đi học. Em hiểu ý anh nói chứ. Nếu em ở nhà anh nuôi thì chuyện đó lại quá đơn giản rồi. Nhưng anh không muốn em nghĩ rằng em phụ thuộc vào anh. Vậy nên anh muốn em tự do làm những gì mình thích. Và để làm được những điều đó thì em phải đi học. Anh không muốn em phải suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Vâng, thế anh không sợ em đi học rồi có ai đó dòm ngó mất hả? Ơ hay, đêm qua em đã thịt anh rồi thì em phải có trách nhiệm chứ. Anh cũng mong manh dễ vỡ lắm đấy. À, thì ra là vậy hả? Tôi liền móc túi áo và đếm được 500 ngàn. Tôi đưa cho Hải. Đây, đêm qua em tính nhẹ 500. Anh cầm đi coi như em bồi thường chuyện đêm qua nhé. Hải tròn xoe mắt nhìn tôi. Trời ơi, cả đêm anh phục vụ em hết sức luôn. Mệt muốn tụt hết áp mà em trả anh có 500 thôi sao? Bèo vậy chứ. Em lịch sự em còn trả tiền đấy. Đáng lẽ là phải miễn phí mới đúng. Trời đất ơi, sao em có thể phũ phàng với anh như vậy chứ? Nhiều người muốn được như em mà còn không được đấy. Em đừng có coi thường anh nhé. Tôi và Hải cứ trêu nhau rồi nhìn nhau cười hạnh phúc. Vậy là sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Đức, thì 5 năm sau, con tim tôi đã vui trở lại. Tôi đang yêu thêm lần nữa, và tình yêu của Hải dành cho tôi vô cùng lớn. Anh đã xoa dịu nỗi đau mất con gái và giúp tôi vui vẻ trở lại. Buổi sáng, Hải dậy tập thể dục ở dưới sân nhà,
Ngọc đang ngủ trong phòng Ly, cô cũng mò dậy mặc quần áo rồi xuống tập thể dục cùng Hải. Anh, em tập cùng anh nhé. Hải đi ra bàn lấy chai nước lọc uống xong rồi trả lời Ngọc. Anh tập xong rồi, em tập đi. Thấy Hải đi vào, Ngọc vội vàng chạy theo. Anh đi đâu thế ạ? Anh đi tắm rồi đi ăn sáng. Vậy em chờ anh rồi mình đi ăn sáng nhé. Xin lỗi em, anh đi ăn với Thu rồi. Thu, sao anh có vẻ quan tâm tới Thu bạn em thế hả? Hải quyết định nói thẳng ra cho Ngọc bỏ cuộc. Anh và Thu đang yêu nhau, bọn anh sẽ kết hôn trong thời gian tới. Anh nói cho em biết để em thôi hy vọng và đi về nhà em đi, đừng có ở nhà anh nữa. Ngọc tròn mắt lên nhìn Hải. Anh nói cái gì cơ? Anh và Thu đang yêu nhau và sắp cưới ư? Đúng thế, chắc là mấy tháng nữa bọn anh sẽ cưới. Ngọc sững sờ nhìn Hải. Không thể nào, không thể có chuyện hoang đường đó được. Sao anh có thể yêu một đứa đã từng có một đời chồng và tầm thường như Thu được chứ? Đối với em thì Thu tầm thường, nhưng đối với anh Thu là tất cả đấy. Hải nói xong thì anh đi thẳng lên phòng. Ngọc đứng đó mắt đỏ hoe. Cô chạy vào phòng lật chăn và gọi Ly dậy. Ly, dậy đi. Có chuyện gì thế? Vẫn còn sớm mà. Anh Hải sắp cưới con Thu rồi đấy. Ly bật dậy và nói. Mày điên hả Ngọc? Phải, tao đang phát điên lên rồi đây. Chính miệng anh ấy vừa nói với tao là anh ấy và Thu đang yêu nhau và sẽ cưới nhau trong thời gian tới đấy. Không, tao không tin đâu. Tao phải đi hỏi anh ấy. Ly sang phòng Hải và gọi. Anh Hải ơi, anh Hải, vào đi. Ly đẩy cửa đi vào trong, Hải đang chuẩn bị đi ăn sáng, cô liền hỏi. Anh, cái Ngọc vừa nói anh nói là anh đang yêu con Thu ư? Em phải gọi là chị Thu, vì Thu sắp làm chị dâu của em đấy. Anh bị điên rồi sao? Hết con gái tử tế rồi mà anh phải đi lấy con nhỏ đó hả? Đừng có hỗn, không là anh đánh đòn em đấy. Trời ơi là anh, con Thu nó có cái gì tốt mà anh lại đâm đầu vào nó chứ? Em không hiểu anh suy nghĩ kiểu gì nữa. Yêu là yêu thôi, trong tình yêu mà so đo tính toán thì đó không phải là tình yêu. Chuyện này chấm dứt tại đây đi. Cuối tuần anh dẫn Thu về nhà ăn tối. Bây giờ anh phải đi đây. Ly gào lên, em không đồng ý. Thế sau này em dẫn bạn trai về mà anh cũng không đồng ý, thì em nghĩ sao? Tất nhiên là em sẽ không bao giờ yêu một người nghèo hèn thấp kém đâu anh à. Em sẽ không giống như anh đâu. Em sẽ yêu một thằng giàu có tử tế. Anh xem đi. Vậy thì bây giờ em đi làm, kiếm tiền lo cho bản thân đi. Mấy năm nay em chỉ ở nhà chơi không và tiêu tiền của anh đấy thôi. Hãy tự lập lo cho bản thân đi. Hay là em tính dựa vào người khác cả đời sao? Anh là anh trai của em thì không nói. Nhưng sau này em đi lấy chồng mà em vẫn không chịu làm kiếm tiền thì chồng em và bố mẹ chồng em sẽ nói em đấy. Hải đi rồi, Ly tức quá. Cô cầm lọ hoa đập xuống đất vỡ tan. Ngọc đứng ở đó lại càng kích thêm vào để Ly lại càng tức tối hơn. Mày đã sáng mắt ra chưa? Ngày trước chưa có nó xuất hiện thì anh Hải cưng chiều mày hết mực. Mày thích gì thì anh ấy cũng mua cho mày. Vậy mà từ khi nó tới thì anh ấy lại bắt mày đi làm, rồi tự lo cho bản thân. Mày đã thấy nhục chưa hả Ly? Ly càng thêm tức giận, cô nghiến răng và nghiến lợi. Thu, mày là sao chổi Thu à? Thế mày định thế nào? Không lẽ mày để con Thu làm chị dâu mày thật đấy hả? Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh Hải đã quyết thì mày cản được sao? Tao sẽ nghĩ cách. Ngọc và Ly đã tìm tới tận trường tôi học và gọi điện cho tôi. Alo? Ngọc hả? Ra cổng nói chuyện với Ngọc một lát đi. Ngọc sẽ chờ ở quán cà phê Hoàng Gia. Tôi cũng lờ mờ hiểu ra lý do Ngọc muốn gặp tôi rồi. Chắc Ngọc không chấp nhận được chuyện tôi và Hải yêu nhau nên cô ta mới muốn gặp tôi. Tôi nghĩ tôi nên đối mặt với chuyện này vì tôi biết trước sau gì mọi người cũng sẽ biết cả thôi. Tôi bước vào quán cà phê Hoàng Gia. Cả Ngọc và Ly đang ngồi đó chờ sẵn rồi. Nhìn thấy tôi, Ngọc và Ly tắt hẳn nụ cười. Ngọc vẫy tay tôi. Thu ơi, ở đây. Tôi lại gần và ngồi xuống hỏi. Ly và Ngọc hẹn Thu ra đây, có chuyện gì vậy? Uống gì gọi đi, rồi chúng ta nói chuyện. Tôi gọi một cốc nước cam rồi nói. Mọi người nói đi, Thu đang nghe đây. Ly vào thẳng vấn đề luôn. Thu cần bao nhiêu tiền? Bao nhiêu để Thu rời xa anh Hải vậy? Ấy, anh Hải là vô giá, có tiền cũng không mua được anh ấy đâu. Ngọc nhìn tôi nghiến răng. Cậu đừng có cố chấp nữa, cầm tiền và rời khỏi anh Hải đi. Tôi phì cười. Hai người tới đây gặp Thu, hai người không sợ anh Hải biết sao? Anh ấy sẽ nổi giận khi biết hai người tới mua chuộc Thu đấy. Ly tức lắm nhưng cô ta vẫn cố gắng nhẫn nhịn và nói. 500 triệu, ý Thu thế nào? Rời bỏ anh Hải để lấy 500 triệu, số tiền đó đủ để Thu mở quán gì đó để buôn bán rồi đấy. Tôi thở dài rồi nói. Thu nói rồi, có tiền thì cũng không mua được anh Hải đâu, mong hai người hiểu cho Thu nhé. Ly nhếch mép cười.
Thế Thu nghĩ Thu về nhà mình thì mình lại để yên cho Thu sao? Thu nhầm rồi, Ly mà đã không thích thì Ly sẽ phá tới cùng đó Thu à. Tôi cũng lạnh lùng đáp trả Ly. Thế Ly nghĩ Thu hiền tới mức để Ly bắt nạt Thu sao? Ly đã nghe câu có qua có lại mới toại lòng nhau chưa? Ly và Ngọc trợn trừng mắt lên nhìn tôi đe dọa. Mày dám thách thức tao sao? Mày nghĩ mày là ai hả con kia? Tôi thở dài và đứng dậy. Thôi, Thu vào học tiếp đây, hai người về sau nhé. Tôi đi rồi, Ly và Ngọc tức nổ cổ luôn. Ngọc gắt lên, nó còn dám vênh mặt lên thách thức mình nữa chứ. Trời ơi, tức quá mà. Ly ngồi nghĩ một lúc rồi nói. Cuối tuần này nó về nhà tao ăn tối, tao sẽ tặng cho nó một món quà đặc biệt, cứ đợi mà xem. Ngọc tò mò hỏi, mày có kế hoạch gì rồi sao? Mày nói tao nghe đi. Đi về nhà rồi tao nói. Sáng thứ bảy trước khi tới công ty, Hải dặn cô giúp việc đi chợ mua đồ ngon để tối làm cơm, anh dẫn bạn gái về ăn tối. Cô nấu sớm một chút nhé. Vâng thưa cậu, thế cậu dẫn bạn gái về ra mắt ạ? Vâng, tôi dẫn cô ấy về ra mắt mọi người. Tiếc là bố mẹ tôi không còn sống để chứng kiến những chuyện vui của tôi nữa. Cậu yên tâm, tôi tin là ông bà vẫn luôn dõi theo cậu và ủng hộ cậu ạ. Cảm ơn cô nhé. Ly và Ngọc ở trong phòng nghe thấy liền nhìn nhau bĩu môi. Bố mẹ tao sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho con Thu làm dâu nhà tao đâu. Nó không xứng đáng. Ngọc cũng gật đầu nói. Đúng là như thế, nên mày phải thay bố mẹ mày ngăn cản bằng được. Mày hiểu chưa hả Ly? Tao hiểu rồi, không phải nhắc. Chiều hôm đó cô giúp việc đang nấu nướng thì Ly đi ra cười nói. Ngon quá cô ơi. Vâng, hôm nay là ngày đặc biệt nên món ăn cũng phải ngon đặc biệt cô nhỉ. Ly không bằng lòng nhưng vẫn giả vờ gật đầu và nói. Vâng ạ, nhà có khách quý thì mình phải tiếp đãi cẩn thận cô nhỉ. Dạ thưa cô Ly. Ly ngồi xuống thấy cô giúp việc đã nấu xong hết rồi. Ly liền nói. Thế hoa quả tráng miệng là gì thế hả cô? Dạ tôi đã mua nho rồi ạ. Có mỗi nho thôi hả? Sao cô không mua thêm ít táo Mỹ nữa, cả ít mận tím Nhật Bản nữa? Thôi, để cháu ra siêu thị mua cho. Vâng, thế cô đi mua hộ tôi nhé. Ly vào phòng lấy tiền ra rồi giả vờ nói. Thôi chết, mãi chơi với Ngọc mà cháu quên không đi gội đầu rồi. Hay là cô cầm tiền sang siêu thị bên kia mua hộ cháu với, để cháu đi gội đầu đã nhé. Vâng, thế cũng được ạ. Cô giúp việc vừa ra khỏi nhà, Ly lập tức cho gói bột trắng vào nồi súp hải sản. Xong việc Ly và Ngọc đi gội đầu, Ly dặn Ngọc. Tối nay mày đừng có ăn súp hải sản nhé, có thuốc đấy. Ừ, tao biết rồi. Rồi Ngọc quay lại hỏi Ly. Mày cho thuốc vào nồi súp ư? Thế mày không sợ anh Hải ăn phải sao? Ly cười danh ma. Anh Hải sẽ không bao giờ ăn súp, nên tao mới dám cho thuốc vào chứ. Mày nghĩ tao ngốc không biết gì sao hả? Tan giờ học, Hải tới đón tôi về nhà anh ấy. Anh thấy tôi mặc váy trắng thì suýt xoa khen. Đẹp quá, em càng ngày càng đẹp Thu à. Mặc váy em cứ thấy ngại ngại anh à. Sao phải ngại chứ, em mặc váy rất đẹp mà. Sau này em phải mặc váy thường xuyên nhé. Vâng, em biết rồi. Mình đi thôi em, hôm nay cô giúp việc nấu nhiều món ngon lắm đấy. Thế Ngọc đã về chưa hay vẫn ở đó ạ? Ai, vẫn chưa. Không hiểu cô ta nghĩ gì mà cứ ở lì nhà anh như vậy. Anh đã nói thẳng như vậy rồi mà cô ta vẫn không chịu về. Vì Ngọc thích anh nên mới không muốn về. Anh mà không thích thì có cởi đồ nằm sẵn ở trên giường, anh cũng không thèm nhé. Tôi bĩu môi, có mèo nào mà chê mỡ chứ, gớm lại chả húc vội. Này này, con mèo này không ăn mỡ nhé, nói không tin cơ. Anh mà dễ bị dụ như vậy thì anh đã lấy cô ta từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ chạy theo em như thế này đâu. Tin được không đây? Tin được mà, anh sẽ chứng minh cho em, con mèo này chỉ thèm mỗi em thôi. Tối nay ăn xong mình sẽ đi khách sạn nhé, anh nhớ em lắm rồi đấy. Lại gạ gẫm rồi, anh chỉ thế là nhanh thôi. Rồi mình cưới luôn đi em, để lâu anh lại sợ lắm chuyện. Cưới vợ thì phải cưới liền tay em ạ. Vâng, cưới thì cưới, em sợ gì anh. Hải chờ tôi về nhà, cô giúp việc đang dọn đồ ăn ra bàn. Cô ơi, cháu đã về rồi đây. Dạ, cậu với cô đã tới rồi ạ. Thế cái Ly đâu cô? Tiếng Ly và Ngọc ngoài cửa. Em đây, em đi gội đầu. Ly và Ngọc nhìn tôi với ánh mắt rất khó chịu. Tôi cũng kệ và không nói năng gì. Tôi với Hải ngồi một bên, còn Ly và Ngọc ngồi một bên. Ngọc thấy ghen tị khi Hải gắp thức ăn cho tôi, anh còn nựng má tôi trước mặt Ngọc và Ly, nên cô ta lại càng tức tối hơn. Bắt súp hải sản để trước mặt tôi, thấy tôi không ăn, Ly liền nói. Cô giúp việc này kỳ thật, nhà mình có ai ăn súp đâu mà nấu chứ. Hải quay lại nhìn tôi. Thu, em ăn thử món súp hải sản đi, tay nghề nấu ăn của cô giúp việc không tệ đâu. Dạ. Tôi ăn súp và thấy lạ miệng, nên tôi ăn hết một bát luôn.
Ngọc thấy tôi đã ăn hết bát súp thì cô ta nhìn Ly và cười thầm. Ăn xong, Ly đưa Ngọc về. Còn tôi thì ra rửa bát phụ cô giúp việc. Tôi thấy tự dưng bụng đau nhói. Tôi ôm bụng. Sao bụng mình lại đau thế nhỉ? Tôi cố gắng chịu đựng, nhưng không thể chịu được nữa. Tôi mới ra nói với Hải. Anh ơi, anh đưa em về đi. Em thấy hơi mệt ạ. Em sao thế? Thấy khó chịu ở đâu à? Anh cứ đưa em về, em nằm nghỉ một lát là khỏe lại thôi ạ. Để anh đưa em đi viện nhé. Anh nhìn mặt em tái nhợt rồi kia kìa. Chúng ta đi thôi. Hải vội vàng lái xe và chở tôi đến bệnh viện. Nhìn tôi đau vật vã, Hải xót xa lắm. Anh phóng như bay trên đường. Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. Tôi cảm nhận đầu tôi lắc lư và chao đảo rất mạnh. Như thể tôi đang nằm trên một chiếc thuyền vậy. Lắc lư kinh khủng, mắt tôi nhòe dần và không còn nhìn thấy gì nữa. Tới cổng bệnh viện, Hải bế Thu chạy thẳng vào trong và anh kêu lên. Bác sĩ đâu? Y tá đâu? Mau cứu vợ tôi với. Hai người bác sĩ bình thản đi ra. Có chuyện gì thế? Hải quát lên. Mau cứu vợ tôi nhanh lên. Trước cửa phòng cấp cứu, Hải sốt ruột đi đi lại lại. Sao lâu thế nhỉ? Mấy tiếng đồng hồ rồi, trời ơi. Ly gọi điện cho Ngọc với vẻ mặt lo lắng. Ngọc ơi, chết rồi. Tao vừa gọi cho anh Hải, anh ấy nói con Thu vẫn trong phòng cấp cứu mày ạ. Thế thì càng tốt chứ sao? Nó mà có mệnh hệ gì là anh Hải giết tao mất. Mày sợ gì chứ? Mày là em gái của anh ấy mà. Anh ấy sẽ không làm gì mày đâu mà sợ. Đi ngủ đi, có chuyện gì mai là rõ mà. Nhưng mà tao thấy sợ Ngọc à. Lúc làm thì mạnh mồm lắm, mà sao giờ lại sợ sệt như thế kia hả? Tao chỉ nghĩ thuốc làm đau bụng một trận tơi bời thôi, chứ tao không nghĩ nó lại bị nặng và nguy hiểm tới tính mạng như vậy đâu. Không lẽ... Sao thế hả? Lúc tao mua thuốc, người ta có nói nếu người bình thường uống vào thì sẽ miệng nôn trôn tháo, đau quằn quại 2 tiếng là khỏi. Nhưng nếu người mang thai uống phải thì rất nguy hiểm, có thể gây tử vong. Không lẽ con Thu đang mang thai ư? Mày nói cái gì cơ? Không lẽ là con Thu đang mang thai? Ngọc nghiến răng nói. Vậy thì nó chết đi là cách tốt nhất. Ngọc lấy tay bịt miệng lại, cô vô cùng lo lắng. Chết mình thật rồi. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh bác sĩ vã mồ hôi bước ra, Hải vội chạy lại và cuống lên hỏi. Vợ tôi sao rồi ạ? Vợ anh đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà đứa bé trong bụng thì không giữ được, chúng tôi rất tiếc. Hải tròn xoay mắt. Đứa bé trong bụng, cô ấy đang mang thai ư? Đúng thế, cô ấy đã mang thai nhưng mà hỏng rồi, chúng tôi đã hút ra rồi. Anh làm chồng kiểu gì mà để cô ấy ăn phải thuốc độc thế hả? May là tới kịp, không thì tôi e là vợ anh đã không qua khỏi rồi. Hải ngồi xuống và khóc tu tu như một đứa trẻ. Cả đêm hôm đó, Hải ngồi nắm tay Thu, anh không chợp mắt một phút nào cả. Ly khóa chặt cửa, cô nằm im ở trong phòng không dám thỏ mặt ra ngoài. Hải lái xe về nhà, anh vô cùng giận dữ, quát lớn. Cô giúp việc đâu? Ra đây! Cô giúp việc đi ra, vừa đi vừa khóc. Cậu ơi! Tôi thật sự không biết tại sao cô Thu lại bị như vậy cả. Tôi thật sự không biết mà cậu ơi. Hải trợn mắt quát to. Gọi cả con Ly xuống đây, cả con Ngọc nữa. Ly nằm trong phòng nghe tiếng anh quát ầm, cô ta lại càng sợ hơn. Cô mở cửa đi ra và cúi gằm mặt xuống. Em đây à? Hải lao lại và tát thẳng vào mặt Ly 2 phát rất mạnh. Anh nghiến răng. Cô giúp việc thì không bao giờ làm việc đó rồi. Mày hay là con Ngọc hả? Nói nhanh, mày hay con Ngọc hả? Ngọc đi tới thấy Ly đang quỳ ở giữa nhà, mặt mũi sưng húp. Ngọc sợ quá vội quay ra thì Hải đứng chặn ngay ở cửa. Định trốn hả? Ngọc vội thanh minh. Chuyện đó đâu có liên quan tới em. Tất cả là do cái Ly làm mà. Sao anh lại nhìn em với ánh mắt như vậy chứ? Hải túng tóc và tát cho Ngọc 2 phát trời giáng. Rồi Hải bóp cổ Ngọc. Anh trợn mắt lên và đe dọa. Từ bây giờ cô mà dám bước tới nhà tôi một lần nào nữa thì tôi chặt chân cô. Bây giờ hãy cút ngay ra khỏi nhà tôi. Ngọc khóc và ấm ức nói. Em làm gì nên tội mà anh đối xử với em như vậy hả? Cái Ly nó mua thuốc nó cho vào súp, chứ em có làm gì đâu. Cô biết chuyện cô không can ngăn, mà cô lại hùa vào tiếp tay cho Ly làm việc xấu, thì cô có khác gì nó đâu. Bây giờ thì cút ra khỏi nhà tôi, và đừng để tôi nhìn thấy cái mặt của cô nữa. Nếu không thì tôi không biết tôi sẽ làm những gì đâu. Ngọc sợ quá và bỏ chạy ra ngoài. Hãy quay vào nhìn Ly giận dữ. Em biết vì cái tính ích kỷ của em mà hại chết cháu em rồi không hả? Em mang tội hại chết cháu em rồi đấy. Em thử đặt mình vào vị trí của Thu và vị trí của anh đi, xem cảm nhận sẽ như thế nào. Trời ơi là trời. Ngọc chỉ biết quỳ gối ở đó và khóc nức nở. Thật sự là em không biết Thu đang mang thai. Em ghét Thu thật, nhưng em cũng chỉ tính là làm Thu đau bụng một trận là xong thôi, chứ em không hề có ý định hại Thu sảy thai đâu. Em không biết mà. Anh ơi, em không biết là không có tội mà anh. Im ngay. Em cứ quỳ ở đó mà suy nghĩ lại những việc em đã làm đi. Anh ơi,
Em sai rồi, anh tha cho em lần này đi. Em không dám nữa đâu. Anh ơi, em xin anh đấy. Khi biết mình bị hỏng thai, tôi đã khóc hết nước mắt. Nỗi đau đớn mất con lại ùa về. Khi biết mình bị hỏng thai, tôi đã khóc hết nước mắt. Nỗi đau đớn mất con lại ùa về. Bé Na cũng bị người ta gián tiếp hại chết. Giờ cái thai mới được một tháng cũng bị hỏng vì sự ích kỷ và đố kỵ của Ly và Ngọc. Tôi nằm khóc và nhớ lại những lời Ly nói ở quán cà phê lần trước. Tôi mà không thích thì tôi sẽ phá tới cùng. Tôi gào lên thảm thiết. Hải đi mua cháo về thấy vậy liền chạy lại ôm lấy tôi. Thu, anh đây, anh đây. Tôi đấm vào ngực Hải và gào lên. Trả con cho em, trả con cho em. Hải ôm chặt lấy tôi và khóc. Anh xin lỗi, tất cả là tại anh. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Một tuần sau tôi được ra viện. Tôi không còn khóc nữa nhưng tâm tính của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi trở nên lạnh lùng và ít nói. Sau một tuần nằm viện, tôi đã ngẫm ra nhiều thứ lắm. Tôi bắt đầu ghét và muốn trả thù những người đã khiến tôi đau đớn. Tôi dọn về nhà Hải sống để anh tiện chăm sóc tôi hơn. Tôi khỏe và lại tiếp tục đi học. Sau lần sảy thai, Hải lại càng yêu thương và quan tâm tôi nhiều hơn. Có lẽ vì anh thấy áy náy khi không bảo vệ được con. Tôi vứt hết quần áo cũ và bảo Hải mua cho tôi toàn bộ quần áo mới. Tôi đi spa, chăm sóc da, làm mặt, làm móng cẩn thận. Tôi thích gì là tôi mua cái đó và không cần phải suy nghĩ nữa. Vì Hải có rất nhiều tiền mà tôi thì không tiêu thì để đứa khác nó tiêu hộ à? Thời gian này tôi bận làm đẹp, bận chăm sóc bản thân nên tôi vẫn chưa động chạm gì tới Ly. Cô ta thấy tôi không nói gì, lại tưởng tôi hiền, không biết gì. Nhưng cô ta đã nhầm to rồi. Tôi im lặng là tôi đang để ý ngầm cô ta đấy. Cô ta bị tôi đánh lúc nào không biết đâu. Đã một tháng trôi qua từ ngày bị Hải cấm không cho tới nhà, thì hôm nay Ngọc mới dám mò mặt tới. Nhìn thấy tôi đang bế con mèo xám ở phòng khách, Ngọc bắt chuyện. Thu, cậu chuyển tới đây ở rồi à? Tôi nhếch mép nói. Ừ. Chưa cưới mà cậu đã tới đây sống luôn rồi, cậu không sợ người ta cười cho à? Đứa nào cười, đứa đó ăn đòn, đừng hỏi tại sao. Ly ngó ra thấy Ngọc liền gọi. Ngọc ơi, vào đây. Ngọc nhìn tôi cười kiểu mỉa mai rồi đi vào chỗ Ly. Tôi nắm chặt bàn tay lại. Mày dám cười tao sao? Được, tao sẽ xử mày. Ngọc và Ly ngồi nói chuyện ở trong phòng. Ngọc nhìn Ly hỏi kiểu bực tức. Con Thu nó ở đây luôn rồi hả Ly? Ừ, sắp cưới rồi mà. Từ lúc làm bà ấy hỏng thai, tao sợ không dám động chạm gì tới bà ấy nữa. Sợ lắm rồi. Việc gì phải sợ nó chứ? Nhìn cái mặt nó cứ vênh vênh ngứa cả mắt. Thôi kệ đi, đừng có dây dưa gì nữa, không là chết đấy. Nhiều lúc tao nhìn ánh mắt bà ấy, nhìn tao rất đáng sợ. Ngọc bĩu môi và chê Ly. Cái đồ nhát gan, mới vậy mà đã sợ rồi à? Ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Ly đuổi Ngọc về. Thôi mày về đi, không lại cãi nhau bây giờ. Mày đuổi tao đấy à? Thôi về đi, mai tao qua chỗ mày rồi tha hồ buôn chuyện. Bây giờ thì mày về đi. Ngọc đứng dậy và ra về. Đi qua chỗ tôi ngồi, nó lại quay lại nhìn tôi cười mỉa mai tiếp. Chào Thu nhé, bye bye. Tôi đứng dậy nhìn nó và hỏi. Cười mỉa mai nhau đấy hả? Ngọc không nói gì và đi ra cửa. Ngay lập tức tôi lao ra đạp Ngọc ngã từ trên thềm nhà xuống sân. Ngọc bị vồ ếch và váy tóc lên. À, sao mày dám? Ngọc chưa nói hết câu, tôi đã cầm cái guốc của Ngọc để ở bậc cửa và bổ vào đầu Ngọc liên tiếp. Ngọc cứ mở mồm ra câu nào là tôi đập phát đó. Ngọc choáng quá và không nói nổi nữa. Ly ở trong phòng chạy ra thấy vậy liền chạy lại xin tôi. Chị ơi, em xin chị tha cho Ngọc đi chị, em xin chị ơi. Tôi tiện tay cầm guốc và bổ luôn vào mặt Ly hai phát, rồi ném guốc sang một bên rồi phủi tay đứng dậy. Cô mang nước rửa tay ra đây cho cháu. Cô giúp việc cầm lọ nước rửa tay xịt vào tay tôi rửa tay và đi vào nhà. Cô tiện khách dùng cháu. Ngọc lóc ngóc bò dậy, mặt mũi bầm dập chảy máu, cô ta gào lên, còn khốn kiếp. Ly liền bịt mồm Ngọc lại. Tao xin mày, mày đừng có gây sự nữa, không bà ấy đánh chết bây giờ đấy. Vì Ngọc mà Ly bị ăn hai cái guốc vào mặt, tím một bên mắt, nhưng Ly không dám ý kiến gì. Thế cũng đâu đã là gì so với những gì cô ta đã gây cho tôi chứ. Mọi việc mới chỉ bắt đầu thôi, vẫn còn nhiều điều thú vị chờ cô ta ở phía trước lắm. Tối hôm đó Hải đi làm về, thấy mặt Ly bị tím thì anh ngạc nhiên hỏi. Ly, mặt em bị sao vậy? Ly ngập ngừng, nó liếc nhìn tôi một cái rồi nói. À không, em không may bị ngã ạ. Lần sau thì đi đứng để ý vào, thế đã bôi thuốc chưa? Dạ, em bôi thuốc rồi ạ. Tôi ngồi bình thản như không có chuyện gì, Ly khẽ hỏi. Anh ơi, anh cho tiền em mua túi sách đi. Cái túi em thích mới về rồi anh ạ. Bao nhiêu tiền? Dạ, 80 triệu ạ. Lúc này tôi lên tiếng. 25 tuổi tới nơi rồi mà anh trai vẫn phải nuôi, Ly không biết suy nghĩ hả?
Ly sầm mặt lại và nó liếc nhìn xem Hải có nói gì không. Hải liền nói, chị Thu nói đúng đấy, em đi xin việc làm đi, đừng có ở nhà chơi không như thế nữa, em không thấy lãng phí thời gian sao? Rồi Hải có điện thoại, anh phải ra ngoài giải quyết công việc, tôi và Ly bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau. Tiền giờ chị quản, nên em cần gì thì hãy nói với chị Ly nhé. Ly gật đầu, vâng, thế chị cho em xin 80 triệu mua túi sách đi ạ. Tại vì em lỡ đặt hàng rồi, chắc là mai về tới đấy ạ. Tiền mà em làm như giấy, thích là có ngay nhỉ. Thay vì dùng cái túi 80 triệu, thì em hãy dùng cái túi 8 triệu đi. Cầm cái túi 80 triệu mà bên trong không có nổi 1 triệu, thì túi xịn làm gì hả em? Nhưng mà em thích, em lỡ đặt rồi chị ơi. Mọi khi em xin anh Hải, anh ấy đều cho em mà. Đó là ngày trước, còn bây giờ là do chị quyết. 25 tuổi mà vẫn ăn bám anh trai. Hay là em tính ăn bám anh trai em tới già luôn hả? Ly tức đỏ mắt lên, nó nhìn tôi rồi nói. Chị với anh tôi còn chưa cưới đâu, chị đừng có mà ra oai với tôi đá đít chị ra khỏi đây bây giờ đấy. Tôi lại gần nó và nói. Đây, chị đây, em đá chị đi hộ chị cái, em đá đi. Chị dám thách thức tôi ư? Chị thách em đấy, em lại tính giở trò hại chị nữa sao? Chị thách em đấy, em thử dây vào chị một lần nữa xem, chị sẽ bẻ hết răng của em. Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của chị, em nhé. Tôi không cho cái Ly tiền, nó cũng không làm gì được tôi và vùng vằng đi vào phòng hủy đơn túi. Mấy tháng sau, tôi và Hải tổ chức lễ cưới trong sự chúc phúc của mọi người. Tôi chính thức thành bà chủ của tập đoàn Hoàng Hải. Tôi đã có mọi thứ trong tay, nhưng tôi mãi vẫn chưa có thai. Tôi sốt ruột quá nên đi khám bác sĩ, nói là do ảnh hưởng của lần hỏng thai trước, nên tôi khó mà có thai tiếp được. Cơ hội mang thai lại rất thấp. Tôi đã vô cùng tức giận. Mình ra nông nỗi này là do con Ly. Tất cả là do con Ly và cả con Ngọc nữa. Mình nhất định không tha cho bọn chúng đâu. Bọn chúng phải trả giá đắt cho việc này. Ở phòng khám đi ra tôi gặp Đức. Thu, lâu quá không gặp em. Lấy chồng rồi phải không? Tôi thở dài. Vâng. Sao mà nặng lời thế? Ra cổng uống nước đi. Đừng có làm phiền tôi đang điên đấy. Có chuyện gì mà em khó chịu thế? Linh ở trong phòng khám đi ra. Cô ta thấy tôi và Đức đang đứng gần nhau, nên cô ta nổi cơn ghen và chạy lại. Thu, sao cô lại ở đây? Sao cô lại đứng cùng chồng tôi hả? Tôi đi khám, tôi đang mệt người đấy, đừng có chọc điên tôi. Hai người mau biến đi. Tôi đang mệt mỏi vì chuyện khó có con, xong vừa bước ra khỏi phòng khám lại gặp ngay cái của nợ này. Thật sự tôi thấy khó chịu vô cùng, Linh cứ sồn sồn lên. Thu, cô tính dụ dỗ anh Đức đúng không? Hai người lại tính lòng thòng sau lưng tôi đúng không hả? Tôi chợt nhớ lại việc cô ta đánh bé Nga, tôi lại nổi giận. Tôi chợt nghĩ hay là mình lợi dụng Đức cho cô ta một trận cho bỏ tức nhỉ? Tôi quay sang nhìn Đức và nói giọng rất nhẹ nhàng. Anh Đức à, em và anh có làm gì sai đâu mà vợ anh cứ ầm ĩ lên thế. Em thấy mất mặt thay cho anh đấy. Linh thấy tôi nói chuyện với Đức ngọt xớt, cô ta lại càng lồng lộn lên. À, cái con này, mày đang ve vãn chồng tao đấy ư? Tao phải cho mày một trận mới được. Tôi liền nép sau lưng Đức. Anh ơi, cứu em đi. Đức nghe tôi nịnh vài câu thì xuôi tai, anh ta liền giơ tay tát thẳng vào mặt Linh một cái mạnh, khiến má Linh hằn bốn đầu ngón tay đỏ ửng. Cô ta trào nước mắt. Anh vì vợ cũ mà đánh tôi ư? Anh là đồ khốn. Bao năm rồi mà lúc nào anh cũng tơ tưởng tới cô ta. Anh là đồ khốn ạ. Tôi đứng sau lưng Đức và đổ thêm dầu vào lửa để anh ta càng điên hơn. Sao anh lại để vợ anh nói anh như thế chứ? Anh không bảo vợ được à? Em thấy ngại thay anh đấy. Nhìn anh thế này mà lấy phải người vợ không ra gì. Chán thật. Đức điên quá và túm tóc bóp cổ Linh, ấn đầu cô ta vào tường ngay trước mắt tôi. Nhìn Linh dãy sụa, nước mắt trào ra. Tôi nhếch mép cười và nhìn cô ta mỉa mai. Đáng đời. Đức túm tóc Linh và lôi ra xe mà tôi thấy hả hê lắm. Anh ta vừa túm tóc Linh vừa lôi đi vừa chửi. Hôm nay về nhà thì cô chết với tôi. Bây giờ cô không coi ai ra gì cả. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả? Tôi giơ tay vẫy vẫy Đức. Anh Đức, có gì alo em nhé. Đức gật đầu lia lịa. Được được, có gì tối anh gọi. Bây giờ anh phải về để xử con điên này đã nhé. Linh nghe tôi và Đức hẹn gọi điện cho nhau vào tối nay thì cô ta lồng lên như một con chó dại vậy. Đức lôi không được thì anh ta lại tiếp tục đấm liên tiếp vào mặt Linh một cách không thương tiếc. Tôi cười hả hê rồi lên xe ô tô mà Hải mới mua tặng sinh nhật tôi tuần trước. Bác Tài, chúng ta về thôi. Dạ thưa cô chủ. Linh, Ly và Ngọc là ba người mà tôi đã lên kế hoạch trả thù dần dần từng người một. Tôi sẽ khiến họ phải đau khổ từng ngày và một cách từ từ để họ cảm nhận được những nỗi đau mà tôi đã trải qua. Linh sẽ là người đầu tiên tôi lên kế hoạch trả thù, sau cô ta sẽ là Ly và Ngọc.
họ sẽ phải trả giá đắt cho những gì họ đã làm với tôi và con tôi. Mở danh bạ điện thoại ra, tôi nháy máy cho Đức và thấy cuộc gọi nhỡ Đức sẽ gọi lại luôn vì anh ta vẫn luôn nhớ tới tôi mà. Đức thấy Linh đang dọn dẹp dưới bếp nên anh ta lấy điện thoại ra và bấm số. Thấy Đức gọi lại, tôi cười khẩy. Cá đã cắn câu. Tôi trả lời điện thoại giọng cực ngọt ngào. Anh Đức đấy à? Thu à, em đang làm gì thế? Em ăn tối chưa? Em ăn rồi ạ, còn anh ăn chưa? Em vừa ăn xong, anh nhớ em quá Thu à. Anh nói nhớ em, nhưng mà anh lại ở bên người khác. Vậy thì không phải là nhớ em rồi. Anh nói dối em đúng không hả? Anh nói thật mà, anh muốn quay lại với em. Nhưng mà em có bao giờ muốn quay lại với anh đâu. Thì anh phải biết làm sao. Tôi mới lừa Đức. Lúc trước em muốn quay lại với anh, nhưng mà anh đã cưới chị Linh rồi. Xong rồi lại xảy ra bao nhiêu chuyện. Thế anh bảo em phải làm sao chứ? Thế bây giờ em tính thế nào? Em có còn muốn quay lại với anh không Thu? Em cũng không biết nữa. Thế anh nói chuyện với em thế này có sợ vợ anh biết không? Mặc xác nó anh không quan tâm đâu. Nói thật là anh muốn bỏ nó lâu rồi, nhưng mà nó cứ bám theo anh đấy. Hôm trước lôi nó về anh còn đấm cho nó một trận như tử. Bây giờ mặt nó vẫn còn tím đen kia kìa. Tôi cổ vũ Đức nhiệt tình. Đấy, anh cứ phải như thế mới ra dáng đàn ông anh ạ. Vợ chỉ là vợ chứ không phải là mẹ mà treo lên đầu ngồi như thế được, anh à. Anh nghe lời em mà, nó lệch sóng là anh táng chết. Dạ, anh Đức của em giỏi quá mà. Rồi Đức quay ra nịnh tôi. Thu ơi, hay là anh bỏ vợ em bỏ chồng, chúng ta quay về bên nhau đi. Sau này anh sẽ nghe lời em hết. Tôi giả vờ xuôi xuôi theo ý Đức. Thế liệu có ổn không anh? Ổn chứ, em hãy tin anh nhé. Em thấy lo lắm, cô ta đã hại con gái chúng ta một lần rồi, thì nhất định cô ta sẽ hại em tiếp đó anh à. Anh sẽ bảo vệ em mà, sẽ không ai có thể hại em được. Anh đi công tác suốt, thế làm sao mà bảo vệ được em chứ? Em hãy tin anh nhé. Linh đứng phía sau Đức từ bao giờ, cô ta nghiến răng lại. Anh Đức, anh đang nói chuyện với ai thế hả? Tôi nghe tiếng Linh xen vào, tôi cười mỉa mai rồi tắt máy, để cho Đức và Linh còn đánh nhau. Vui thật, chỉ cần vài lời nói đường mật là Đức và Linh lại cấu xé nhau nát người. Chúng mày cứ cắn nhau đi, cắn càng nhiều vào, tao càng thấy vui, ha ha. Đức trợn mắt nhìn Linh, tôi gọi cho ai đó là việc của tôi, cô không được phép hỏi. Em là vợ anh đấy Đức à, rốt cuộc thì anh có coi em là vợ anh không hả? Không, cô chỉ là một con phò không hơn không kém, cô nhớ rõ lấy. Linh gào lên, đồ khốn nạn, tôi theo anh làm vợ 5 năm rồi. Tôi hết lòng vì anh, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cho tôi cả. Sao anh lại khốn nạn với tôi như vậy hả Đức? Tôi chỉ thế thôi, cô không chịu nổi thì cô cút đi. Mai tôi sẽ gửi đơn ly hôn sang nhà bố mẹ cô. Thế là xong, cô không phải sống với người chồng khốn nạn như tôi nữa. Mau cút ra khỏi nhà tôi đi. Linh khóc và uất ức, cô ta nói. Anh muốn bỏ tôi để quay lại với con Thu chứ gì? Đức nhếch mép cười. Đúng vậy. Thu nói chỉ cần tôi bỏ được cô, thì Thu sẽ nghĩ lại xem có nên quay lại với tôi không. Tôi chỉ muốn sống cùng Thu thôi, cô có hiểu không hả? Linh khóc không thành tiếng. Suốt 5 năm qua, cô chiều chuộng, cô hầu hạ Đức, thì cuối cùng người Đức yêu vẫn không phải là cô. Anh muốn bỏ tôi ư? Vậy tôi cũng nói luôn cho anh biết. Tôi sẽ không bao giờ ký vào đơn ly hôn đâu. Tôi sẽ ở lì ở đây để xem anh làm sao mà quay về với cô ta được. Đức túm tóc Linh và lôi ra ngoài, nhưng cô ta lại chạy vào. Cô ta nhất quyết không chịu đi. Đức khóa cổng thì Linh trèo tường vào. Cô nằm co ro ở phòng khách. Nửa đêm Đức dậy đi uống nước. Thấy Linh nằm ở phòng khách, mặc quần ngắn nên hở đùi trắng nõn. Đức nổi máu dê sồm. Anh túm tóc Linh và lôi dậy. Linh giật mình tỉnh giấc. Anh Đức, anh muốn làm gì nữa hả? Đức cười đều. Làm gì thì vào phòng cô sẽ rõ. Đức túm tóc Linh và lôi vào phòng. Anh ta xé toạc quần áo Linh, rồi lột quần Linh ra. Cô lấy tay che lại. Khốn nạn! Anh đuổi tôi đi bằng được, bây giờ lại muốn ngủ với tôi sao? Tôi nói rồi, tôi chỉ coi cô như là con điếm không hơn không kém. Tôi thích thì tôi xả thôi, nằm xuống. Linh đẩy Đức ra và gào lên, đồ khốn nạn. Linh bỏ chạy ra ngoài thì bị Đức tóm lại. Anh ta cầm chân Linh và lôi sành sạch từ ngoài nhà vào trong phòng. Anh ta không thèm nhấc Linh lên giường nữa, mà anh ta đè Linh ra quan hệ luôn dưới sàn nhà. Linh cố tình đẩy anh ta ra thì bị anh ta tát cho sưng phồng mặt lên. Linh choáng quá nằm im và không dám phản kháng gì nữa. Đức nhìn Linh và nói, sao? Bây giờ nằm im rồi hả? Không bật nổi nữa hả? Tôi nói rồi, ở bên cạnh tôi cô không có quyền lên tiếng, mà cô cố tình thì chỉ cô thiệt thân thôi. Linh nằm ấm ức và nước mắt chảy ràn rụa.
Linh bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác. Cô đau đớn vô cùng, lúc này cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, tới khi Đức xả hết vào mặt cô thì cô mới được tha. Đức đi tắm, Linh mới bỏ dậy và lấy quần áo mặc vào. Đức tắm xong thì thấy Linh nằm trên giường, anh ta lại đạp Linh xuống đất. Đừng có nằm lên giường của tôi, bẩn giường của tôi, biến ngay. Linh uất ức và cô thu dọn quần áo, vali ra khỏi nhà Đức trong đêm. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy và nhận được tin nhắn của Đức. Anh đuổi Linh đi rồi em à. Anh ly hôn xong thì em quay về với anh nhé. Tôi cười nhếch mép rồi trả lời. Để tính sau đi anh. Hải đánh răng rửa mặt xong, anh hôn lên trán tôi. Vợ yêu dậy thôi em. Anh tới công ty đi nhé, hôm nay em đi khám lại. Vậy thì anh chở em đi nhé. Không cần đâu, anh còn nhiều việc như thế mà, em sẽ tự đi được ạ. Thế thì có gì em gọi anh nhé, tiền trong thẻ em cứ thoải mái mà tiêu. Vâng, em biết rồi ạ. Hải quay sang hỏi tôi, dạo này anh bận không để ý, thế em ở nhà có bị Ly với Ngọc làm phiền nữa không? Không ạ. À, em bảo này, chuyện đã qua cả rồi nên vợ chồng mình nghĩ thoáng lên một chút anh nhé. Giờ thi thoảng cứ để Ngọc tới chơi với cái Ly cũng được anh à. Hải lắc đầu không đồng ý. Anh không muốn hai đứa chúng nó làm em bực mình thêm nữa đâu. Tôi quay ra nịnh chồng. Đó là ngày trước khi chúng ta còn chưa cưới. Chứ bây giờ hai đứa chúng nó không dám gây sự với em đâu. Lúc trước khác, còn bây giờ khác mà anh. Hải thở dài. Thế thì tùy em. Bây giờ việc trong nhà em quản lý hết mà. Anh cũng chỉ là người làm thuê mang tiền về cho vợ anh thôi. Trời đất, sao mà anh nói nặng thế? Hải xoa đầu tôi. Bà xã của anh ngoan nhé. Anh đi làm đây. Dạ. Hải đi làm, tôi mới ngồi dậy và cười thầm. Mình để cái Ngọc tới đây chơi với cái Ly, rồi mình tính sổ với hai đứa nó luôn một thể cũng được. Tôi đi xuống nhà, thấy Ly đang ngồi với con mèo ở phòng khách. Tôi giả vờ thân thiện với em dâu. Ly à, em ăn sáng chưa? Dạ chưa ạ. Thế thì hai chị em mình cùng đi ăn sáng nhé. Ly tròn xoe mắt lên nhìn tôi. Từ ngày tôi về đây làm chị dâu nó, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện tử tế với nó nhất. Nó ngập ngừng. Đi ăn sáng ạ? Tôi kéo tay nó trước sự ngỡ ngàng của cô giúp việc. Đi thôi em, chị đói lắm rồi. Ra quán ăn sáng, tôi và Ly nói chuyện với nhau vui vẻ. Hôm nào bảo Quang tới nhà ăn cơm nhé. Ly gãi đầu và ngại ngùng. Em và Quang mới yêu nhau mà, sao chị biết ạ? À, vì hôm trước chị thấy hai đứa ôm nhau tạm biệt ở cổng đó. À vâng, em có bạn trai tốt, lại con nhà tử tế. Anh chị mừng cho em Ly à? Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Tôi giả vờ nói giọng tử tế. Ly này, chuyện cũ qua rồi chị không trách em nữa đâu. Từ nay về sau chị em mình phải thương lấy nhau, em nhé. Cái Ly nó mừng lắm và nắm lấy tay tôi nó nói. Chị Thu, em cảm ơn chị ạ. Tôi thầm nghĩ mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù thôi Ly à. Mày cứ đợi đi, tao sẽ tính sổ với mày từ từ. Cái Ly về nhà là nó gọi điện ngay cho Ngọc. Nó còn rủ cái Ngọc lúc nào rảnh thì sang nhà chơi với nó nữa. Nó hớn hở như một đứa trẻ vậy. Cuối tuần, tôi với cô giúp việc đi chợ và tôi đích thân vào bếp làm cơm. Tối nay có Quang, bạn trai của Ly sang ăn tối. Đi qua phòng Ly, thấy nó đang ngồi trang điểm, tôi mới đi vào và khen. Ai đây mà trông xinh thế này? Chị à, chị thấy em mặc cái này có được không? Hay là em mặc cái kia ạ? Cái này đẹp mà em, chị thấy rất đẹp mà. Rồi tôi giả vờ hỏi. Thế hôm nay cái Ngọc có sang không hả em? Không, em chưa gọi ạ. Thôi, mấy khi chị đích thân vào bếp nấu ăn, em gọi cái Ngọc sang nhà ăn cơm cùng cho vui em ạ. Dạ, thế để em gọi nó ạ. Một lúc sau Quang và Ngọc cùng tới. Ngọc hôm nay lại ăn mặc hơi quá đà nên lấn át cả nữ chính luôn. Ba đứa nó ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách. Tôi mới tìm cách tách cái Ly ra. Ly ơi, em có thấy con mèo ở đâu không em? Dạ không chị. Em thử lên phòng xem thấy không, hộ chị với. Dạ. Cái Ly đi lên phòng tìm mèo, còn Ngọc và Quang ngồi với nhau. Tôi đi qua cố ý làm rơi túi hoa quả, rồi tôi nhờ Ngọc và Quang nhặt hộ. Ngọc cúi xuống nhặt cam, để lộ hết vòng ngực trắng nõn đập vào mắt Quang. Cậu ta ngại và quay mặt đi. Tôi giả vờ sốt ruột. Vẫn không thấy con mèo ra đâu cả. Chết rồi, không lẽ nó chạy ra đường rồi bị người ta bắt mất. Ngọc đưa túi cam cho tôi và nói. Để Ngọc ra đường tìm nó xem sao nhé. Ừ, Ngọc đi tìm giúp Thu với. Quang ngồi một mình ở ghế sofa, tôi đi ra và đon đả. Quang uống nước đi, đừng ngại nhé. Vâng chị. Rồi tôi bắt đầu kế hoạch chọc phá. Quang đẹp trai thế bảo sao cả Ly và Ngọc đều thích là phải. Quang nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Chị trêu em đấy à? Chị trêu em làm gì? Nhìn ánh mắt Ly và Ngọc là chị biết mà. Nhưng mà em đừng nói với Ly là chị nói thế nhé. Chị chỉ đoán vậy thôi.
Quang gật đầu. Vâng chị. Rồi tôi lại nhờ Quang ra ngoài tìm mèo hộ. Ly ở trên phòng đi xuống lắc đầu. Em không thấy chị Thu à? Em tìm khắp tầng 2, tầng 3 luôn mà không thấy mèo đâu chị ạ. Thế hả? Thế chắc là nó chạy đâu mất rồi nhỉ? Ly không thấy Quang và Ngọc đâu liền hỏi. Ơ, Quang và Ngọc đâu rồi chị? À, hai đứa nó vừa dắt tay nhau ra ngoài đường, chả biết là nói chuyện riêng gì với nhau ấy. Ly im lặng không nói gì nhưng vẻ mặt không được vui, tôi lại càng đả kích thêm. Cái Ngọc vẫn không thay đổi được cái tính lẳng lơ, mặc cái váy hở hết cả ngực rồi lại còn bị tụt áo trước mặt thằng Quang nữa chứ. Chị còn nhìn thấy ngại thay thằng Quang ấy. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Nghe tôi nói vậy, cái Ly vội ra ngoài tìm Quang và Ngọc. Tôi cười nhạt rồi vào nhà tắm mở cửa và vẫy con mèo. Em yêu, ra đây với chị nào. Tôi bế con mèo lên và vuốt lông nó. Tôi sẽ chọc phá Ly và Ngọc để chúng nó cắn xé nhau như thế mới vui. Cứ từ từ mà thưởng thức thôi. Ly chạy ra ngoài sợ mất người yêu hay sao mà vội vàng ngã trẹo cả chân. Ly nhăn nhó đứng dậy và bước tập tễnh ra ngoài thì thấy Quang và Ngọc đang đứng cạnh nhau. Ly lại càng khó chịu. Cô ta gọi to. Quang, đỡ em nào. Quang và Ngọc ngạc nhiên khi thấy Ly đi tập tễnh và chân thì bị chảy máu. Quang và Ngọc cùng đỡ Ly. Quang nhìn Ly xót ruột. Chân em bị sao thế hả Ly? Ly mếu máo kiểu nũng nịu bạn trai. Em bị ngã mà. Trời ơi, chân chảy máu rồi. Em đau lắm phải không? Cái Ngọc thẳng thắn nói ngay. Mắt lại tớn lên. Cái con này hậu đậu lắm cơ. Ly nhìn Ngọc với ánh mắt khó chịu. Ly bị đau như thế mà Ngọc có nói Ly như vậy thì chịu Ngọc rồi đấy. Thì người ta nói đúng mà. Ly lúc nào cũng hấp tấp vội vàng như thế nên mới bị ngã đấy. Tôi bế con mèo ở trong cười. Em yêu thấy chưa? Bọn nó đang xích mẻ tình cảm rồi đấy. Em có hóng chúng nó đánh nhau không hả em? Quang đỡ Ly vào nhà, còn Ngọc đi phía sau. Tôi giả vờ lo lắng hỏi Ly như kiểu quan tâm lắm. Ly, em bị sao thế hả? Em bị ngã chị ạ? Trời đất, để chị đi mua thuốc cho em nhé. Quang liền nói. Chị để em đi mua thuốc cho Ly. Ừ, thế em đi hộ chị nhé. Để chị vào chuẩn bị dọn cơm ăn. Quang đi ra cửa rồi tôi mới hỏi. Ra hiệu thuốc ở ngoài đầu ngõ Quang nhé. Quang quay lại hỏi tôi. Ở đoạn nào hả chị? Tôi thở dài. Em chưa mua bao giờ nên em không biết cũng đúng thôi. Cái hiệu thuốc trước lúc Ngọc mua cho Ly rồi đấy. Hay là để Ngọc đi mua vậy? Ngọc quay ra bảo Quang. Thế thì anh Quang chở em đi cho nhanh nhé. Ừ, đi thôi. Quang với Ngọc lại đi cùng nhau ngay trước mặt Ly. Mặt Ly xa sầm lại. Tôi bơm đều cho Ly tức chơi. Quang với Ngọc nghe có vẻ thân nhau nhỉ. Chúng nó biết nhau trước rồi hả Ly? Không ạ. Thế mà thấy cái Ngọc bá vai bá cổ như là thân thiết lắm ấy. Ly nghiến răng nói. Còn lẳng lơ. Tôi nói bâng cua. Nhớ lại ngày trước nó vẽ vạn anh Hải mà chị thấy sợ. Không biết bây giờ nó có như vậy không nhỉ? Ly chột dạ. Vì trước Ngọc ve vạn Hải nó cũng chứng kiến không chỉ một mà rất nhiều lần. Nên nó nghĩ, có khi nào con Ngọc nó có ý ve vãn anh Quang của mình không nhỉ? Rồi lại tin bạn mất người yêu. Nó ngồi ngây người ra suy nghĩ tới nỗi, tôi gọi nó còn không nghe thấy. Cho tới lúc Quang với Ngọc về, hai đứa nó lại cười khúc khích ngoài cổng, cái Ly lại càng nghi ngờ Ngọc hơn. Quang bôi thuốc cho Ly và Ngọc thì cứ đứng cạnh. Anh phải thế này, anh phải thế kia. Ly bực quá gắt lên, Ngọc nói ít thôi, Ly váng đầu quá. Ngọc giật mình trước thái độ của con bạn thân. Nó tròn xe mắt nhìn Ly. Mày đau tới mức quát tao luôn đấy hả? Ly trợn mắt lên. Mày im mồm đi. Quang liền nói can ngăn. Thôi thôi, anh xin hai em đấy. Chuyện đơn giản thế mà cũng to tiếng với nhau là sao? Tôi đi ra và nói xen vào. Thôi, mình đi ăn cơm thôi. Anh Hải gọi điện nói có cuộc họp đột xuất nên là không về kịp các em ạ. Tới lúc ngồi ăn cơm mà Ngọc với Ly vẫn còn tức nhau mới vui. Ly và Ngọc cứ thế nói quạnh khóe nhau. Còn tôi thì ngồi ăn bình thản như không có chuyện gì. Ăn uống xong, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Quang xin phép đi về. Ngọc lúc này mới hỏi Quang. Anh có qua quán Thánh không? Cho em đi nhờ với, em đỡ phải bắt taxi ạ? Anh có, thế thì em lên đi anh đưa về luôn. Lúc này tôi nhìn mặt Ly, mặt nó đã dài hơn cái bơm rồi. Nhưng nó không biết phải phản đối như thế nào vì chỉ là đi nhờ xe thôi. Mà nó cũng đâu có bằng chứng gì đâu, tất cả chỉ là nó nghi ngờ thôi. Ly nhìn Quang và Ngọc đi về mà lòng nó thắt lại. Thi thoảng tôi lại đá đều vào một câu. Thân thiết thế nhỉ, lại còn đưa nhau về nữa mới kinh chứ. Cái con Ngọc này dễ dãi quá nhỉ. Ly nó mím chặt môi lại và nói. Nó mà vớ vẩn với anh Quang của em thì em giết nó. Trong lúc Ly đang nghi ngờ về Ngọc gạ gẫm bạn trai của mình, tôi lại càng đổ thêm dầu vào lửa để cho nó bùng cháy lên đến đỉnh điểm.
Vì sợ mất người yêu nên ngày hôm sau Ly gọi Quang tới nhà chơi. Tôi cố ý rủ Ngọc tới tiếp. Tôi đi qua quán Ngọc gội đầu. Ngọc à, còn nhân viên không bảo họ gội đầu cho Thu nhé. Ngọc gật đầu. Ừ, Thu nằm lên bàn đi. Tôi liền bắt đầu khơi chuyện. Rủ cái Ly nhưng mà chân nó đau nên là nó không muốn đi. Ngọc liền hỏi ngay. Thế à, chân cái Ly vẫn đau như thế à? Ừ, thấy nó nằm ở nhà cũng tội. Được rồi, để Ngọc sang chơi với nó một lúc vậy. Thế là Ngọc để nhân viên làm việc và sang nhà chơi với Ly. Bạn thân thế cơ mà. Quang và Ly đang nằm ôm nhau trong nhà thì Ngọc lù lù xuất hiện và thành kỳ đà cản mũi Ly. Hai người đang làm gì thế? Xin chào. Quang giật mình ngồi dậy. Ly thì sưng mặt lên và hỏi. Ngọc sang nhà có chuyện gì không? À, Ngọc sang hỏi thăm xem chân Ly đã đỡ hơn chưa mà. Cảm ơn Ngọc, chân Ly đỡ rồi. Ừ, vậy thì tốt quá. Ly bực mình vì cô và Quang đang vui vẻ thì Ngọc tự dưng xuất hiện nên mặt cô tỏ vẻ khó chịu rõ rệt. Nhưng hình như Ngọc quá vô tư nên cô không nhận ra điều đó. Quang quay ra phòng khách và ngồi nói chuyện với Ly và Ngọc. Đang ngồi nói chuyện thì Ngọc rủ dê. Chúng ta đi ăn gì đi, Ngọc đói quá rồi. Ly không muốn đi chung với Ngọc nên cô nói. Ly không đói nên là Ly không đi đâu. Nhưng mà Quang lại không hiểu ý của Ly, anh lại nói. Hay là chúng ta đi ăn đi, anh cũng thấy hơi đói rồi. Thế là Quang và Ngọc cùng ngồi bàn bạc xem đi ăn gì. Ly tức tối ngồi xị mặt ra. Tới lúc Quang và Ngọc bàn bạc xong thì Quang nói. Đi thôi em. Ly đang định đứng dậy thì Ngọc nói luôn. Thế thì Ly ở nhà trông nhà nhé. Ngọc với anh Quang đi ăn rồi lát về ngay. Quang quay lại hỏi. Ly, em không đi thật đấy à? Ngọc trả lời thay Ly luôn. Thì nó bảo không đói mà anh. À vậy hả? Thế thì em ở nhà nhé. Ngọc với Quang đi ra ngoài, còn mình Ly ngồi đó. Lúc này Ly thật sự ghét Ngọc. Con này, mày có ý với bạn trai tao ư? Chị Thu nói đúng, mày là cái loại lẳng lơ, sẽ chẳng bao giờ mày thay đổi được. Tôi gội đầu thư giãn xong thì về thấy Ly ngồi xị mặt ra đó, còn Ngọc và Quang thì không thấy đâu cả. Lúc này tôi mới giả vờ hỏi. Quang về rồi hả Ly? Ly nghiến răng nói. Con Ngọc nó rủ đi ăn mất rồi ạ. Thế em không đi cùng à? Nó không muốn em đi cùng. Tôi lại mưu kích thêm cho Ly tức lên đến đỉnh điểm. Trời đất, nó công khai cướp bạn trai em luôn rồi hả? Lúc trước nó cũng làm vậy với anh Hải. Nhưng may là anh Hải không bao giờ đi cùng nó. Còn cái thằng Quang này cũng lạ thật. Nó nói gì cũng nghe và cũng đi theo là sao hả? Ly vò đầu bứt tai khó chịu. Em tức lắm chị ơi, bây giờ em phải làm sao hả chị? Chị cũng không biết nữa, vì em là người trong cuộc thì em phải rõ hơn chị mà. Em tức thật đi, nó cố ý để em phải ở nhà chị ạ. Cái con Ngọc đúng là trơ trẽn thật. Thôi, em đừng có buồn. Chị tin Quang không phải là người dễ bị lung lay đâu. Tôi cứ ngồi đó vừa đấm vừa xoa các kiểu, khiến Ly lại càng tức hơn. Nó đi đi lại lại, vẻ mặt xót ruột. Sao họ đi ăn lâu về thế nhỉ? Biết đâu chúng nó ăn xong, chúng nó lại đi đâu chơi rồi ấy. Ly rú lên. Chúng nó mà đi chơi, em giết chúng nó. Em làm sao mà biết được mà giết với không giết, cứ ngồi đó mà phán bừa bãi. Một lúc sau thấy cái Ngọc về tới cổng, tôi liền đi lên phòng nằm để cho Ly và Ngọc khiêu chiến với nhau. Ngọc bình thản đi vào, mặt hớn hở. No quá, trời ơi. Ly nắm chặt bàn tay để kìm nén cơn tức giận. Anh Quang đâu rồi? À, anh ấy thấy người hơi mệt nên về luôn rồi Ly à. Mệt sao? Đi hú hí về nên là mất sức hả? Sao Ly lại nói thế? Hú hí cái gì chứ? Ly tức quá và cô nói thẳng luôn vào mặt Ngọc. Này, mày tính dụ dỗ anh Quang của tao hả Ngọc? Ngọc sững sờ trước câu hỏi của Ly. Ly, mày điên hả? Mày có biết là mày vừa nói cái gì không? Mày điếc hay là giả vờ điếc thế hả? Tao và anh Quang chỉ đi ăn thôi, mày có cần thiết phải ghen như vậy không hả? Ly ghen lồng lộn lên. Mày im mồm đi đồ lẳng lơ, mày như thế nào thì tự bản thân mày biết. Ngày trước suốt ngày mày ve vãn anh trai tao, bây giờ thì lại suốt ngày ve vãn gạ gẫm anh Quang. Đồ lăng nhăng, hư hỏng, mày có chết thì cũng không bỏ được cái tính ấy đâu. Ngọc sốc quá, cô chẳng hiểu tại sao cô lại bị chính cô bạn thân thiết bao năm của mình nói mình thậm tệ như vậy. Trong lúc tức giận không kiềm chế được, Ngọc đã giơ tay tát thẳng vào mặt Ly một cái rõ mạnh. Ly trợn trừng mắt lên giận dữ. Mày đã gạ gẫm bạn trai tao, bây giờ mày lại còn dám đánh tao hả? Mày chán sống rồi sao? Ngọc cũng gào lên không kém. Tao không gạ gẫm bạn trai mày, mày nói mà không suy nghĩ hả? Thế là Ly và Ngọc lao vào đánh nhau. Tôi thấy tiếng loảng xoảng, rồi tiếng la hét dưới nhà. Tôi mới đi ra và ngó xuống, thì thấy Ly và Ngọc đang lao vào cào cấu, cắn xé nhau một cách không thương tiếc. Tôi nhếch mép cười rồi bình thản đứng xem. Cắn nhau đi, cắn mạnh nữa vào.
Tôi đứng xem Ly và Ngọc đánh nhau một trận tơi bời. Ngọc và Ly cứ lăn lộn trên sàn nhà, lúc thì Ngọc ở trên, rồi thì lúc Ly lại ở trên. Cả hai mặt mũi sứt mẻ, chảy máu, tóc tai thì rối tung cả lên. Tôi tính cứ đứng xem hai đứa đánh nhau thêm một lúc nữa, nhưng bất chợt cái Ngọc lao vào cầm cái cốc thủy tinh và đập thẳng vào trán của Ly. Tôi mới chạy xuống và can ngăn. Ơ kìa, sao hai đứa lại đánh nhau hả? Ly bị đập mẻ trán, máu chảy tuôn ra. Nó nhìn tôi cầu cứu. Chị Thu ơi, cứu em. Lúc đó tự dưng tôi lại thấy thương nó quá. Tôi thấy áy náy vì đã cố tình chọc phá nó và Ngọc để dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như thế này. Tôi lôi Ngọc ra, nhưng cô ta vẫn hăng máu đánh nhau nên bực quá tôi mới túm tóc Ngọc và giật mạnh ra phía sau rồi đấm cho Ngọc mấy cái. Tôi đã bảo thôi là thôi mà. Sao mọi người không nghe hả? Mày có thôi đi không? Ngọc bị đánh đau mới dừng lại và không đánh nhau với Ly nữa. Kết quả của vụ ẩu đả, Ly bị khâu 3 mũi ở trán, mặt mũi thì sức tùm lum, còn Ngọc thì tím bầm hai mắt và mồm thì chảy be bét máu. Tôi ngồi giữa, hai đứa nó ngồi hai bên. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hai đứa có cần phải đánh nhau như vậy không hả? Ly gắt lên, nó dám ve vãn bạn trai em, con khốn kiếp kia. Ngọc cũng nhăn nhó nói, em không ve vãn bạn trai nó bị ngáo rồi. Tôi nhìn hai đứa bị thương như vậy thì tôi cũng thấy lương tâm cắn rứt. Tôi biết chúng nó từng ghét tôi, từng đố kỵ với tôi, nhưng mọi chuyện đã qua cả rồi, tôi cũng không cần phải trả thù chúng nó thêm nữa, bởi vì bây giờ tôi đã được Hải bù đắp cho rồi. Tôi thở dài và nói, Ly, em có bằng chứng chứng minh Ngọc ve vãn Quang không? Em nhìn ánh mắt nó là em biết, cần gì phải bằng chứng ạ? Thế là em sai rồi, bởi có những thứ mình nhìn như thế nhưng lại không phải như thế đâu em ạ. Chị nghĩ em và Ngọc và Quang, ba đứa hãy ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn với nhau xem sao. Đó là cách giải quyết tốt nhất bây giờ đấy. Ly khẽ gật đầu. Vâng chị. Rồi tôi quay sang nhìn Ngọc và hỏi. Ngọc biết Ly và Quang đang yêu nhau chứ? Ngọc gật đầu. Ly bây giờ đã có bạn trai rồi, nên Ngọc cũng phải giữ ý tứ một chút, chứ không phải tới chơi với Ly mà ăn mặc thiếu vải. Như thế là không được. Ly thì không sao, nhưng mà Quang là đàn ông. Mà đàn ông nào chả thích gái đẹp. Ngọc ăn mặc như vậy thì Quang sẽ liếc mắt nhìn, và Ly ghen cũng là điều dễ hiểu. Thế nên là khi có bạn trai Ly ở cùng Ngọc thì Ngọc nên để ý một chút, để tránh tình bạn bị sứt mẻ và gây ra đánh nhau như thế này. Ngọc hiểu chưa? Ngọc cúi mặt xuống không trả lời, tôi lại nói tiếp. Nếu mà Ngọc không có ý gì với Quang thì may cho Ngọc đấy. Còn nếu mà Ngọc mà có ý gì với Quang hay với Hải, chồng của Thu, thì Ngọc sẽ biết thế nào là cạo đầu bôi vôi sát ớt vùng kín, Ngọc nhé. Ngọc lúc này mới mở miệng nói. Ngọc có làm gì sai đâu, mà sao Thu lại nặng lời như thế hả? Ngọc bị oan mà. Thu thì cứ nói trước như thế. Cái giá của kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của người khác thì sẽ không nhẹ nhàng đâu. Ngọc hiểu chứ? Ngọc không nói gì và đứng dậy ra về. Mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Nhưng Ly và Ngọc không thể quay lại tình bạn thân thiết như ngày trước được nữa. Thấy Ly bị thương như vậy tôi thấy hơi áy náy. Hôm nay cô giúp việc về quê nên tôi tự đi chợ rồi nấu cơm. Thấy tôi dọn dẹp nhà cửa, cái Ly liền nói. Chị để đó em làm cho ạ? Thôi em nghỉ đi, để chị làm, em đang bị thương mà. Em không sao mà chị. Rồi tôi và Ly cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau ăn uống. Có lẽ từ ngày tôi lấy Hải thì hôm nay là bữa cơm vui vẻ nhất của tôi và Ly. Tôi bắt đầu thay đổi và không còn thù hận trong lòng nữa. Cái Ly cũng ngoan dần, nó tìm việc làm và rất chăm chỉ. Việc gì nó cũng hỏi ý kiến của tôi. Tình cảm chị em dâu của tôi và nó tốt đẹp hơn hẳn. Tôi sống vui vẻ và hạnh phúc và quên đi một người phụ nữ đầy lòng thù hận, đó chính là Linh, vợ Đức. Linh cũng bị tôi trả thù chọc phá tới nỗi, bị anh ta đánh bầm dập khắp người và bị Đức tống ra khỏi nhà một cách không thương tiếc. Linh về nhà đẻ ở gần một tháng nay rồi, mà Đức lại không thèm dòm ngó tới Linh. Cô ta gọi điện cho Đức, anh ta còn không thèm nghe máy. Linh lại càng uất ức. Tất cả là tại mày Thu à, còn khốn kiếp, tao sẽ không tha cho mày đâu. Mày cứ chờ đấy, sẽ có ngày tao cho mày nếm mùi đau khổ. Linh làm hồ sơ và xin việc vào công ty của Hải. Vì Linh có người quen trong công ty Hải nên cô trúng tuyển một cách dễ dàng. Hải lại không để ý tới việc tuyển nhân sự nên anh cũng không biết. Vì những việc đó là của bên nhân sự, anh lại không trực tiếp quản lý nên Hải không hề biết kẻ thù của vợ mình đã vào công ty của mình làm việc. Cô đổi tên là Quỳnh và ở công ty của Hải không ai biết Quỳnh là Linh cả. Linh có bằng cấp lại rất giỏi nên dù mới vào công ty làm việc nhưng Linh lại làm rất được việc và được mọi người công ty yêu quý. Linh khá hài lòng và cô cười thầm. Mọi thứ đang theo ý mình, rất thuận lợi cho mình, tốt lắm,
Bây giờ mình chính là Quỳnh. Tốt lắm Quỳnh à. Tôi và Ly tới phòng khám về sau một thời gian điều trị. Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của tôi đã tốt lên rất nhiều và có khả năng tôi sẽ có thai sớm trong thời gian tới. Tôi và Ly vui mừng đi về. Em chúc mừng anh chị nhé. Ừ, chị cảm ơn em. Chị đang tính đi làm lại mà anh Hải không cho chị đi em à. Chị ở nhà điều trị rồi còn sinh con nữa. Anh ấy không cho chị đi làm là đúng đấy ạ. Nhưng mà ở nhà chơi nhiều, chị thấy chán lắm em à. Chán thì chị đi làm đẹp, đi ăn đi chơi đi, rồi đi về nhà chơi với bố mẹ hay là tụ tập với các bạn. Nếu mà nhớ chồng thì chị đi qua công ty thăm chồng một lát rồi về. Nhanh hết ngày, rồi tối anh Hải đi làm về mà chị. Nhưng mà chị muốn đi làm lắm. Thôi mà, bây giờ lo kiếm đứa con trước chị à. Kinh tế thì cứ để chồng mình lo. Tôi thở dài. Chị biết rồi. Thế bây giờ chị em mình đi ăn nhé. Vâng chị. Từ lúc đuổi Linh ra khỏi nhà, Đức thấy thoải mái hơn hẳn. Anh ta nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn với Linh, cầm tờ đơn và ký tên rất nhanh chóng. Sau đó anh gọi cho Linh. Đức à, sao mấy hôm nay em gọi anh không được thế? Gọi làm cái gì nữa mệt người. Tôi gửi đơn cho cô nhé. Cô đang ở đâu? Thì ra là anh gọi điện cho tôi là vì vấn đề đó. Được thôi, anh gửi sang nhà cho tôi. Chiều tôi đi làm về tôi ký. Ái chà, cô đi làm rồi sao? Không đi mồi trà chai nữa hả? Người như cô thì làm được cái trò trống gì? Anh câm miệng vào đi. Từ ngày lấy anh tôi bỏ công bỏ việc để ở nhà hầu hạ anh. Cuối cùng thì sao? Anh vẫn đá tôi đi một cách không thương tiếc. Anh là đồ khốn nạn Đức à? Đức tắt máy luôn và anh ta lẩm bẩm chửi. Đĩ gái ra mồm. Linh nắm chặt bàn tay lại. Đức, thằng khốn nạn. Mày sẽ phải ân hận vì những gì mày đã gây ra cho tao. Kể cả con Thu, con vợ cũ của mày nữa. Nó sẽ phải trả giá đắt. Chúng mày cứ chờ đấy. Hôm nay công ty có cuộc họp. Hải đứng trao đổi bàn bạc với mọi người xong. Anh khen thưởng những người có thành tích cao trong công việc. Mọi người đề xuất Quỳnh, cô nhân viên mới vào làm nhưng đã đạt doanh số cao. Và Quỳnh cũng được Hải khen thưởng. Lúc trao quà cho Quỳnh, Hải cũng không nhận ra Quỳnh chính là Linh. Bởi vì Linh đã đổi tên là Quỳnh và cô ta trang điểm, thay đổi kiểu tóc nên nhìn cô rất khác. Khen thưởng xong, Hải mời tất cả mọi người đi ăn uống tại một nhà hàng lớn. Trong khi mọi người ai cũng ăn uống no say rồi hát hò ầm ĩ thì Quỳnh lại ngồi một góc. Cô cầm điện thoại lướt lướt nhưng mắt lại liếc nhìn về phía Hải. Sau một hồi suy nghĩ thì Quỳnh quyết định cầm ly rượu ra ngồi cạnh Hải. Em chào sếp ạ. Ừ chào em. Em mới vào làm được hơn một tháng rồi mà hôm nay em mới có vinh dự ngồi chung bàn với sếp. Em có thể mời sếp một ly được không ạ? Hải gật đầu. Được, em là nhân viên mới mà đã có doanh số cao rồi. Cứ thế mà phát huy nhé. Dạ, em sẽ cố gắng. Em mời sếp ạ. Thấy Hải đã uống hết ly rượu, Quỳnh lại tiếp tục rót thêm ly nữa. Vừa thấy Hải quay ra nhìn mọi người, Quỳnh lập tức thả viên thuốc bé xíu vào ly rượu của Hải. Dạ, em xin phép mời thêm sếp ly này nữa, rồi em sẽ về chỗ em ạ. Hải lắc đầu. Thôi, anh đủ rồi. Quỳnh quay ra năn nỉ Hải. Nốt ly rượu cuối cùng này đi anh. Anh không uống là không nể mặt em rồi. Thấy Quỳnh năn nỉ nhiều quá, Hải đành phải cầm ly rượu lên. Thôi được rồi, ly cuối cùng em nhé. Vâng ạ. Hải cầm ly rượu và uống hết. Quỳnh ngồi nhìn Hải và hài lòng lắm. Hải uống xong anh thấy hơi khó chịu nên đi ra ngoài vệ sinh. Ngay lập tức Quỳnh đứng dậy và đi theo ra ngoài. Hải thấy bụng khó chịu quá nên anh móc họng và nôn ra bằng sạch. Quỳnh ở ngoài nhìn qua khe cửa thấy Hải nôn hết, cô ta tối sầm mặt lại. Mãi mới lừa được anh ta uống thuốc kích dục mà anh ta lại nôn hết ra rồi, uổng phí thật. Nhìn Hải nôn xong lại tỉnh táo đi vào, Quỳnh thở dài đầy vẻ tiếc nuối. Lại phải đợi cơ hội khác rồi. Tôi đang nằm chơi đợi chồng về thì Đức gọi điện cho tôi. Tôi tắt đi không nghe thì Đức lại nhắn tin. Thu à, anh rất nhớ em. Hôm nay anh làm đơn ly hôn xong rồi đấy. Anh sắp tự do rồi, về với anh đi Thu. Đọc tin nhắn của Đức mà tôi thấy hoang mang, tôi lập tức gọi điện lại cho Đức. Thu à, anh đây, sao anh gọi mãi em không được thế? Tôi liền nói hết nước hết cái cho Đức hiểu. Anh Đức à, anh bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Thật sự là tôi và anh không thể quay lại với nhau được đâu, vì tình cảm của tôi dành cho anh hết rồi. Bây giờ anh có vợ và tôi có chồng rồi. Sợi dây duy nhất là bé Na thì con bé lại không thể quay lại được nữa. Anh hãy quên tôi đi và làm lại cuộc đời đi nhé. Thu, sao em lại nói thế? Rõ ràng lần trước em đã nói là sẽ suy nghĩ lại mà. Tôi xin lỗi, vì lúc đó tôi còn giận anh và còn hận Linh vợ anh nên tôi mới nói như vậy. Nhưng bây giờ thì tôi đã nghĩ khác rồi. Anh đừng liên lạc với tôi nữa nhé.
Em đang thử thách anh đúng không Thu? Anh sẽ thay đổi, anh sẽ yêu thương em và chăm sóc em cả đời mà. Thôi, giữa chúng ta bây giờ hết duyên rồi. Tôi mong anh được hạnh phúc. Tôi xin lỗi vì thời gian qua, vì muốn trả thù mà tôi đã làm anh phải suy nghĩ nhiều rồi. Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi tắt điện thoại rồi tiếp tục nhắn tin giải thích cho Đức hiểu rằng thời gian qua là do tôi còn hận anh và vợ anh ta nên tôi muốn trả thù, nên mới chọc phá hai người để hai người hiểu lầm nhau. Tất cả là do tôi muốn trả thù thôi. Chứ bây giờ tôi đã có chồng và tôi rất yêu chồng của mình, nên chuyện tôi và Đức quay lại với nhau là điều không bao giờ xảy ra được. Tôi đã nói nhiều lắm và giải thích thanh minh nhiều lắm, nhưng Đức không trả lời. Anh ta chọn cách im lặng. Linh và Đức đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Lần cuối họ gặp nhau chính là ở tòa. Linh nhìn Đức và cười khẩy. Thế nào? Cô ta đã quay lại với anh chưa? Đó không phải là việc của cô. Tôi chỉ thấy tội cho anh thôi. Cô ta chỉ coi anh như một quân cờ trong việc trả thù của cô ta. Vậy mà anh vẫn ngu ngốc và tin lời cô ta. Giờ thì sao? Anh đã ly hôn với tôi rồi. Nhưng mà còn Thu thì cô ta vẫn hạnh phúc bên chồng cô ta và sẽ chẳng bao giờ bỏ chồng để quay về với anh đâu. Anh bớt ảo tưởng đi Đức à? Đức thấy Linh nói rất đúng, nhưng anh ta vẫn quát Linh để át đi nỗi lo lắng trong lòng. Cô im đi, cô biết cái gì mà nói hả? Anh nói tôi không biết gì sao? Vậy anh cứ chờ mà xem nhé, để xem cô ta có dám đổ bát cơm đi để bốc cất về ăn không? Cô ăn nói cho nó cẩn thận vào, không thì đừng có trách tôi. Linh nhìn Đức cười mỉa mai rồi đi thẳng. Linh cười nhạt, thế là cuộc hôn nhân của cô đã tan vỡ sau 5 năm. Ly hôn với Đức xong, Linh tập trung vào việc trả thù Thu. Linh cầm tờ quyết định ly hôn và nhích mép cười. Thu, cái ngày mà mày mất tất cả giống tao sẽ nhanh thôi. Tao sẽ khiến cho mày đau khổ tới cùng cực luôn. Tới lúc đó thì mày sẽ đau đớn và muốn chết luôn Thu ạ. Linh chịu khó đi thẩm mỹ chăm sóc da và tắm trắng, nên da cô trắng nõn nà, lại ngực nở mông cong, nên nhìn Linh lúc nào cũng rất cuốn hút. Mấy anh làm cùng ở công ty nhìn thấy Linh cứ gọi là lác hết cả mắt. Linh biến thành một nàng quỳnh búp bê xinh đẹp trong mắt mọi người. Hải đang ngồi làm việc thì Linh gõ cửa. Ai vậy? Là em Quỳnh ạ. Vào đi. Quỳnh bê một ly cà phê vào và nhẹ nhàng đặt lên bàn. Anh làm việc cả trưa, em nghĩ là anh cần cà phê ạ? Ừ, cảm ơn Quỳnh nhé, anh cũng đang buồn ngủ đây. Rồi Quỳnh ngồi xuống chăm chú nhìn Hải. Em về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa còn làm việc nữa. Dạ, em không quen nghỉ trưa bao giờ ạ. Anh uống cà phê đi không nguội mất ngon. Hải đang định đưa ly cà phê lên uống thì Đạt bạn Hải đi vào. Bạn ơi! Hải quay ra nhìn thì thấy bạn và đặt ly cà phê xuống. Đạt hả? Vào đây tôi chờ ông mãi đấy. À, tôi bận chút việc. Rồi Đạt quay sang nhìn Quỳnh. Ai đây? Sao lại xinh gái thế này? Quỳnh cúi đầu chào. Dạ, em chào anh ạ. Em tên Linh làm việc ở đây. Hải ngạc nhiên hỏi. Ồ, em tên Quỳnh mà. Sao lại nói là Linh vậy? À, em quên. Tại ở nhà bố mẹ em hay gọi em là Linh, nên em cứ quen mồm ạ. Tên Linh là tên ở nhà, còn tên Quỳnh là tên trên giấy tờ anh ạ. Hải gật đầu. Vậy hả? Tự dưng Đạt xuất hiện làm Quỳnh có thấy bất tiện, nên cô xin phép đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm. Sao kế hoạch của mình cứ sắp thành công, lại có kỳ đà cắn mũi thế nhỉ? Hải và Đạt ngồi nói chuyện, Đạt nháy mắt hỏi. Em nào mà ngon thế, bồ của ông hả? Hải cau mày lại và nói. Ông ăn nói tào lao, bồ đâu mà bồ, Quỳnh là nhân viên mới ở bên phòng quảng cáo đấy. Chà chà, xinh đáo để, không biết em ấy đã có bạn trai chưa nhỉ? Tôi cũng không rõ lắm đâu, nếu muốn làm quen thì ông tìm hiểu cho kỹ, kẻo dây phải gái có chồng là mệt người lắm đấy. Tôi biết rồi. Đạt nhìn cốc cà phê trên bàn và hỏi. Em Quỳnh pha cà phê cho ông đấy à? Ừ, thích thì uống đi, còn hỏi, làm trò. Thế thì tôi không khách sáo nữa. Đạt cầm cốc cà phê và uống một hơi hết luôn. Quá ngon, giá như em ấy pha cà phê cho mình mỗi ngày nhỉ. Hải lắc đầu nhìn bạn. Ông bạn mình ế quá nên vã đây mà. Nhìn cũng ngon dài phết, mà lại ế nhỉ. Ông lại chạm tới nỗi đau của tôi rồi đấy. Tôi giận ông bây giờ. Thôi, tôi đùa đấy. Bây giờ chúng ta đi gặp đối tác nhé. Ok ông. Hải lái xe chở Đạt đi gặp khách hàng, nhưng mới đi được nửa đường thì Đạt cảm thấy bắt đầu khó chịu. Sao thế nhỉ? Sao tôi thấy nóng thế này? Trời đất! Thời tiết mát mẻ thế này mà ông kêu nóng thì tôi cũng chịu ông đấy. Đạt cứ thấy giấm dứt trong người. Rồi sau đó, chỗ khóa quần cái đó dựng đứng lên. Đạt vò đầu bứt tai. Chết rồi, sao tôi lại vã thế này? Trời ơi, tôi vã quá rồi. Hải quay lại nhìn bạn và phì cười. Trời đất ơi, vừa mới nhìn thấy em Quỳnh mà ông đã dựng đứng hết lên rồi. Buồn cười quá đấy.
Bình thường tôi đâu có như vậy. Sao hôm nay tôi lại bị vậy chứ? Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Ông có thôi ngay cái trò biến thái đó đi không hả? Nhìn kinh quá đấy. Đạt vật vã rồi mồ hôi chảy ra. Hải ơi, cứu tôi với. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi khó chịu lắm, tôi không chịu nổi nữa. Cứu tôi đi. Hải giơ tay tát vào mặt Đạt một cái rõ đau. Tỉnh lại chưa hả? Đạt lắc đầu và ánh mắt ngây dại. Chưa, tôi vẫn vã lắm. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Trời ơi là trời, khó chịu quá. Hải liền phi xe tới một đoạn đường vắng rồi dừng lại. Bây giờ tôi để ông tự xử nhé. Có cần tôi mở phim con heo cho mà xem không hả? Không, tôi vã lắm rồi. Tôi không cần phải xem phim đâu. Hải xuống xe và đứng canh người cho Đạt tự xử một mình ở trong xe. Hải chợt nhớ lại anh chơi với Đạt bao nhiêu lâu nay mà anh chưa bao giờ thấy Đạt như vậy. Không lẽ là Đạt dính thuốc? Hải nhớ tới cốc cà phê mà Đạt uống lúc ở công ty. Không lẽ Quỳnh bỏ thuốc kích dục vào trong cà phê? Hải chợt nghĩ, không lẽ Quỳnh thích mình và muốn gài bẫy mình ư? May là Đạt tới kịp. Mình mà uống phải thì chắc là mình mắc bẫy cô ta rồi. 30 phút sau, Đạt tự xử xong, nằm thở hổn hển. Hải mở cửa xe và hỏi, cậu xong rồi chứ hả? Ổn không? Cậu đưa tôi về nhà đi, tự xử nên mất sức và mệt quá rồi. Hải gật đầu, vậy để tôi chở ông, không nhỡ lát nữa ông lại lên cơn thì chết dở. Từ lúc đó, Hải bắt đầu đề phòng mỗi khi tiếp xúc với Quỳnh. Hải vốn rất cẩn thận, nên anh tự tin rằng sẽ không bao giờ mắc bẫy Quỳnh. Dù Quỳnh có đẹp và có sexy, giỏi giang, thì trong mắt anh, vợ anh vẫn là đẹp nhất. Ngoài vợ anh ra thì sẽ không có một người nào có thể dụ dỗ được anh. Sáng nay ngủ dậy tôi thấy người khó chịu rồi buồn nôn, tôi mới chạy vào nhà tắm. Hải liền đi theo và hỏi, em làm sao vậy? Sáng chưa ăn gì mà đã buồn nôn thế hả? Em không biết nữa, người em khó chịu quá anh à. Hải vuốt lưng cho tôi rồi anh nói, thế để lát nữa anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé. Em không sao đâu, lát em còn đi khám nữa, đến lịch hẹn rồi mà. Rồi cả tôi và Hải tròn xe mắt nhìn nhau. Hay là... Hải nắm lấy tay tôi và nói, hay là em có thai? Tôi và Hải đã mong có con quá, nên chúng tôi đi khám ngay lập tức. Ông trời thương nên tôi có thai thật mọi người ạ. Sau khi nghe bác sĩ thông báo, hai vợ chồng tôi đã ôm nhau và khóc vì hạnh phúc. Từ lúc biết tôi có thai, Hải thuê thêm một cô giúp việc nữa để chăm sóc riêng cho tôi. Anh muốn tôi được vui vẻ và thoải mái nhất có thể, tất cả vì lợi ích con em chúng ta mà. Hải đi làm với tinh thần rất thoải mái. Anh gặp Quỳnh ở thang máy, Quỳnh cúi đầu chào và cố ý cúi xuống để Hải nhìn thấy ngực của cô. Dạ, em chào sếp ạ. À? Hải cười nói, anh đang vui nên anh bỏ qua cho em đấy, nhưng mà không có lần nữa đâu nhé. Quỳnh chột dạ, anh ta biết mình bỏ thuốc vào cà phê rồi ư? Anh nói vậy là có ý gì à? Em không hiểu. Hải cau mày lại và nói rất nghiêm túc, hôm đó thằng Đạt bạn anh nó uống cốc cà phê đó đấy, em có biết nó khổ sở thế nào không? Anh cảnh báo em là đừng có bao giờ tái diễn trò đó nữa, nếu không em chính thức bị sa thải đấy. Quỳnh cúi đầu và nói giọng lý nhí, em xin lỗi, lần sau em sẽ không dám nữa đâu ạ. Tại vì em quá thích anh nên em mới làm như vậy, anh đừng giận em nữa nhé. Hải thở dài rồi nói, anh có vợ có con rồi, em biết rõ điều đó mà lại. Vâng, em biết, nhưng vì em thích vẻ mặt lạnh lùng của anh, ánh mắt và nụ cười của anh. Em thực sự là thích tất cả mọi thứ của anh nên em mới hồ đồ như vậy. Hải định nói thêm, nhưng cánh cửa thang máy đã mở ra nên anh không nói nữa. Quỳnh nhìn Hải quay bước đi, cô cau mày lại khó chịu. Anh nghĩ chỉ cần nghe anh nói như vậy mà tôi bỏ cuộc hay sao? Anh nhầm rồi, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định tôi sẽ ngủ với anh, làm tình với anh rồi gửi cho vợ anh xem, để cô ta biết thế nào là phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Anh cứ đợi mà xem. Quỳnh ngoan ngoãn được vài hôm, rồi cô ta lại tiếp tục tìm cách tấn công Hải. Tới hôm sinh nhật Hải, vì buổi tối anh nói sẽ về sớm để ăn cơm với vợ, nên mọi người mua đồ tổ chức sinh nhật cho anh ở công ty. Quỳnh đã để sẵn viên thuốc kích dục trong túi và chờ cơ hội để ra tay. Ăn uống với mọi người xong, Hải đi về phòng làm việc. Quỳnh thấy mọi người say cả rồi, nên cô mới đi pha nước chanh cho mọi người uống giải rượu. Cô biết, nếu cô bê nước vào cho Hải thì anh ta sẽ đề phòng và không uống đâu. Nên cô bỏ thuốc vào cốc nước và bảo Tiến, anh làm cùng phòng cô, bê vào cho Hải. Rồi cô sẽ chờ một lát sau, Hải ngấm thuốc và vật vã. Cô sẽ đi vào với Hải luôn, coi như kế hoạch đã thành công. Thế nhưng Quỳnh không thể ngờ được rằng, vì Hải đã có đề phòng rồi, nên bất cứ ai bê nước vào thì anh ta cũng từ chối không uống. Tiến thấy cốc nước chanh phí quá, nên anh đã uống hết già nửa cốc. Tiến định uống hết cho đỡ phí, thì anh cảm thấy no bụng nên không uống nữa và để cốc nước chanh trên bàn.
Hải bận về với vợ nên nhờ Tiến ở lại giải quyết nốt một số công việc hộ anh, và Tiến đã vui vẻ đồng ý. Làm việc xong, Quỳnh thấy mọi người đã về hết, chỉ còn phòng của sếp Hải là điện vẫn sáng, bởi vì Hải mà về thì bao giờ anh cũng đóng cửa sổ và tắt điện cẩn thận. Tiến ngồi làm việc ở phòng của Hải, anh ngủ gật và gục mặt xuống bàn. Quỳnh ở ngoài ngó vào thấy Tiến nằm gục xuống, cô lại tưởng là Hải đã ngấm thuốc, nên cô tranh thủ đi tắm rồi thay chiếc váy hai dây gợi cảm. Rồi cô ta tự tin bước vào phòng làm việc của Hải, cô chốt cửa lại để tránh việc Hải chạy thoát. Và rồi Quỳnh đã bị gậy ông đập lưng ông một cách phũ phàng. Quỳnh lại gần bàn làm việc của Hải, Tiến nằm đó nhưng anh lại trùm áo lên đầu nên Quỳnh không nhìn thấy mặt. Quỳnh chủ quan nghĩ rằng người ngồi ngủ đó chính là Hải, nên để tăng hưng phấn, cô uống nốt phần nước chanh còn lại và ngồi chờ đợi. Quỳnh uống xong và cô tiếp tục ngồi chờ đợi, cô đặt cái máy quay ở góc bàn để quay lại tất cả. Mọi thứ cô ta đã chuẩn bị xong hết, giờ chỉ cần người ngấm thuốc là xong, thế nhưng cô lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Quỳnh thấy cổ mình buồn buồn, toàn thân bị đè nặng như có ai đó đang đè lên người mình. Cô ta tỉnh giấc và nghĩ, Hải đã ngấm thuốc rồi, và cô ta cười một mình. Quỳnh đã tỉnh giấc, cô ta cứ nhắm tịt mắt, cô nằm im, cô thấy chiếc váy trên người bị lột ra và cô bắt đầu cười thầm. Tốt lắm, cứ tiếp tục đi, máy quay sẽ ghi lại hết. Lát nữa đoạn video này sẽ được gửi tới cho vợ của anh ta. Màn dạo đầu nhanh chóng kết thúc vì cả hai cùng ngấm thuốc và rất hưng phấn. Quỳnh từ từ mở mắt ra và giật mình khi thấy Tiến đang nằm đè lên người mình. À, Tiến, sao lại là anh? Tiến ôm chặt lấy Quỳnh. Sao em lại hỏi thế? Không phải em tự tới đây và tìm anh sao? Anh ngủ dậy thì thấy em mặc váy hai dây, nằm đó chờ đợi anh mà. Sao bây giờ lại hốt hoảng thế hả? Trời ơi, Hải đâu rồi? Tôi chờ đợi Hải chứ không phải chờ đợi anh. Cái đồ điên, mau bỏ tôi ra. Đang cơn phê thì làm sao mà Tiến có thể dừng lại được. Đang thích thế này mà, bỏ ra là thế nào? Em cũng thích anh còn gì, yên tâm, anh sẽ phục vụ em. Quỳnh cố đẩy Tiến ra, cô hét lên nhưng lúc này công ty mọi người đã về hết rồi còn đâu. Trời ơi, bỏ tôi ra, sao anh lại ở đây chứ? Sếp Hải bận về sớm nên bảo anh ở lại đây giải quyết công việc mà. Ai ngờ lại được cùng em, sung sướng thế này. À, đau, anh làm tôi đau đấy, bỏ tôi ra mau lên. Mặc cho Quỳnh la hét, Tiến vẫn kì chặt Quỳnh. Tiếng khóc của Quỳnh khiến căn phòng đầy mùi dục vọng. Đến lúc Tiến hết cơn vật vã thì Quỳnh cũng là người. Cô nằm im trên sàn nhà, Tiến hôn lên trán Quỳnh. Em yêu, dậy mặc đồ đi rồi chúng ta đi ăn nhé. Quỳnh ấm ức gào lên. Khốn nạn, ai cho phép anh làm vậy hả? Em làm gì mà nóng tính thế? Mỡ dâng miệng mèo, mèo nào lại không sơi. Yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm và sẽ cưới em làm vợ, Quỳnh nhé. Cút đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Quỳnh bò dậy và mặc quần áo thất thểu đi về. Vừa đi cô vừa khóc. Trời mưa nặng hạt khiến Quỳnh lại càng buồn và khóc to hơn. Ngày hôm sau Quỳnh ốm nên không đi làm được. Cô nằm ở nhà suy nghĩ nhiều và thất vọng cũng nhiều. Cô chán nản không muốn làm Quỳnh nữa. Cô muốn trở về làm một người bình thường như trước kia. Cô muốn trở lại là Linh. Có lẽ mình nên dừng lại ở đây. Thù hận trong lòng chỉ làm người ta đau khổ hơn thôi. Và mình cũng phải trả giá quá đắt. Có lẽ mình nên buông bỏ. Linh xin nghỉ việc. Cô ở nhà phụ bố mẹ bán hàng. Tiến đã tìm tới nhà, anh nói sẽ chịu trách nhiệm với cô. Nhưng cô lắc đầu từ chối. Cô nói tất cả là vì say rượu và không ai có lỗi cả. Nên cô muốn mọi chuyện chấm dứt tại đây. Từ nay về sau, không ai liên quan tới ai nữa. Mấy tháng sau, mọi chuyện đã nguôi ngoai. Linh đi siêu thị mua đồ và vô tình gặp lại Đức. Cả hai đứng nhìn nhau. Trong ánh mắt của cả hai nhìn nhau có một chút tiếc nuối và một chút xót xa. Nhưng rất khó để diễn tả thành lời. Linh quay mặt đi thì Đức gọi. Linh à? Mắt Linh đỏ hoe nhưng cố gượng cười. Anh Đức à? Em có khỏe không? Em đi làm ở đâu rồi? Không liên quan gì tới anh cả. Đức lại gần Linh và hỏi. Em ốm hay sao mà nhìn xanh xao thế này? Linh tủi thân và cô òa lên khóc. Tôi có làm sao thì cũng không liên quan tới anh. Linh lau nước mắt rồi vội bước đi thì Đức kéo tay Linh lại. Anh xin lỗi. Linh giật tay ra và nói. Loại người khốn nạn như anh mà cũng biết nói từ xin lỗi ư? Anh khiến tôi ngạc nhiên đấy. Đức buồn bã nói tiếp. Anh biết bây giờ anh có nói thế nào thì em cũng không tha thứ cho anh. Anh biết là mình rất sai rồi. Anh cũng không mong được em tha thứ. Bây giờ ngoài câu xin lỗi ra thì anh không biết phải nói gì nữa. Linh, anh thật lòng xin lỗi em. Linh không nói gì, cô chỉ lặng lẽ khóc. Thật ra cô cũng hiểu, cô và Đức ra tới nông nỗi này cũng là do lỗi cô nữa mà. Cô sai, anh cũng sai,
nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Bây giờ biết than trách ai đây? Đức và Linh quay mặt bước qua nhau, đi được vài bước cả hai cùng quay lại nhìn nhau. Đức chợt nói, Linh à, chúng ta có thể quay lại được nữa không em? Sao tự dưng anh lại hỏi tôi như vậy? Tôi tưởng anh ghét tôi lắm cơ mà. Anh đã suy nghĩ nhiều lắm mới dám nói với em câu đó. Em đừng trả lời anh vội, em cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời anh. Anh đợi được mà. Người như anh mà cũng biết đợi sao? Có thể là em không tin, nhưng từ nay về sau cuộc đời anh chỉ đợi em và hướng về em thôi Linh à. Anh muốn đợi thì cứ việc đợi đi. Linh vội bước đi, nhưng lòng cô lại thấy vui vui, không còn cảm thấy u buồn như khi nãy nữa. Linh khẽ mỉm cười. Để thời gian chứng minh lời nói của anh ấy, nếu anh ấy thật sự đã thay đổi thì mình sẽ suy nghĩ lại. Qua 3 tháng đầu thai kỳ ngén ngẩm, Hải bắt đầu tầm bổ cho tôi. Anh bắt tôi ăn luôn miệng không ngừng nghỉ và tôi bắt đầu có dấu hiệu tăng cân mạnh. Tôi đứng ngắm mình trong gương và thở dài. Mặt mình tròn xoe rồi, cằm cũng có nọng luôn. Hải đứng phía sau nghe thấy thế liền nói. Anh thấy em vẫn vậy mà, có khác cái gì đâu nào. Em tăng cả gần chục cân rồi mà anh bảo vẫn vậy. Trời ơi, em sắp lăn rồi anh à. Thôi, em xuống nhà ăn gà hầm đi, ở đó mà lải nhải nhiều. Anh lại bắt em ăn sao? Trời ơi, suốt ngày ăn thế này thì tới lúc sinh con, chắc em lăn luôn chứ đi sao nổi. Em lo cái gì chứ? Sinh con xong em lại tha hồ đi làm đẹp mà. Thôi, đi xuống ăn gà hầm đi nhanh lên. Mặc dù chồng tôi bận nhiều công việc, nhưng tối nào anh cũng về nhà ăn cơm với tôi. Anh nói đối với anh, vợ con gia đình bao giờ cũng quan trọng hàng đầu, nên anh rất coi trọng, và đó cũng là hạnh phúc mà tôi mãi trân trọng. Thời gian cứ trôi đi một cách êm đềm cho tới khi tôi mang thai sang tháng thứ 9. Vì sắp tới ngày sinh nên tôi đi khám thai thường xuyên hơn. Vừa ở phòng khám ra ngoài thì tôi gặp Linh và Đức. Đức nhìn thấy tôi, anh ta vẫy tay. Thu ơi! Tôi quay lại nhìn thấy Đức và Linh. Chúng tôi nhìn nhau ngại ngùng. Nhìn bụng của Linh tôi thấy lùm lùm nên tôi hỏi. Anh đưa Linh đi khám thai à? Linh khẽ gật đầu. Ừ, vậy Thu sắp sinh chưa? Thu dự kiến là sinh cuối tháng này. Thế thì cũng sắp rồi nhỉ? Ừ, thế Linh có thai mấy tháng rồi? 3 tháng rồi. Đức xoa tay vào bụng Linh và nét mặt hớn hở. Con trai vàng, con trai bạc của anh đấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hai người quay lại với nhau vui vẻ hạnh phúc như vậy là Thu mừng rồi. Hai người hãy cố gắng giữ lấy hạnh phúc của mình nhé. Đức nắm tay Linh và gật đầu. Nhất định rồi, Thu cứ yên tâm nhé. Tranh thủ Đức ra lấy xe, tôi và Thu nói chuyện với nhau. Linh ngập ngừng nói. Thu à, Linh xin lỗi Thu nhiều lắm. Linh biết bây giờ Linh có nói thế nào và có làm gì đi nữa thì cũng không thể bù lại cho Thu được. Linh thật sự xin lỗi Thu. Tôi gật đầu nhìn Linh và cười. Thu không trách Linh nữa đâu. Linh đã cũng phải trả giá cho những việc mình gây ra cho Thu rồi mà. Từ nay về sau, Linh hãy sống thật tốt nhé. Linh biết rồi, cảm ơn Thu. Thế đấy, tôi và Linh đã mỉm cười và cho qua mọi chuyện. Nhiều lúc tôi nhớ bé Na lắm, nhưng tôi tin chắc rằng ở trên thiên đường, con gái tôi sẽ không trách tôi. Và con gái tôi cũng muốn tôi bỏ qua hết mọi chuyện để sống thật an yên vui vẻ. Con bé không muốn tôi cứ phải sống mãi trong hận thù như vậy đâu. Đức lái xe ra và tôi vẫy tay chào. Hai người về nhé. Linh vừa mới chào tôi rồi lên xe ô tô thì tôi đau bụng nhăn nhó. Trời, sao mình đau bụng vậy chứ? Linh ngồi trong xe ngó ra. Thu ơi, sao vậy? Thu không biết, tự dưng Thu đau bụng quá. Tôi đau quá và đứng không vững nữa rồi. Linh vội xuống xe và đỡ lấy tôi. Thu ơi, Thu đau bụng hả? Hay là sắp sinh con rồi? Bác sĩ nói là 1 tuần nữa mà. Thôi, để Linh đỡ Thu vào phòng khám nhé. Điện thoại của Thu đâu? Gọi cho chồng đi. Đức cầm điện thoại của tôi và gọi cho Hải. Alo, anh nghe đây. Anh tới phòng khám ngay nhé, vợ anh đang đau đẻ. Vâng vâng, tôi tới luôn đây ạ. Ai đấy xin hãy giúp vợ tôi với, tôi sẽ cảm ơn và hậu tạ. Anh yên tâm, có tôi và vợ tôi ở đây rồi. Mọi chuyện đã qua hết rồi, bây giờ tôi đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Đức và Linh cũng hạnh phúc bên nhau. Giữa chúng tôi bây giờ không ai còn nợ ai nữa. Vượt qua bao đau thương để có những ngày bình yên và hạnh phúc như thế này.